vẫn là không muốn nâng chuyện này. Bộ phàm cười khổ lắc đầu. Mấy năm trước, trong tiểu trấn một đám tộc trưởng tộc lão đột nhiên nói muốn cho hắn lập tượng đá, nhưng bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Tuy là đây là tu tiên giới, không có người sống lập tượng cấm kỵ, hơn nữa trong thế tục cũng không ít phàm nhân cho sống tu sĩ lập tượng đá để bày tỏ đến cảm ơn. Nhưng hắn còn thật không quen nhìn xem mọi người đối với hắn tượng đá tế bái, vậy liền không đề cập nữa. Trấn trưởng, rảnh rỗi đến nhà ta uống vài chén không? Ta đứa con kia trước đó vài ngày cho ta gửi một chút rượu tới. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng Lý lão hắn thế nhưng đẩy bộ phàm hướng nhà hắn phương hướng đi đến. Bộ phàm còn có thể làm sao đây? Tự nhiên là không cách nào cự tuyệt. Nhiệm vụ, Lý lão hắn mời. Nhiệm vụ giới thiệu, một vị nào đó không có tâm vươn lên lão trấn trưởng, vẫn là rất được tiểu trấn cư dân yêu quý. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận, cự tuyệt, đến Lý lão hắn nhà. Lý lão hắn vợ gặp hắn tới, lập tức để nàng con dâu cả đi siêu thị mua một chút đồ nhắm tới. Mà Lý lão hắn vợ đích thân xuống bếp làm đồ ăn, dầu chiên đậu phộng, thịt đầu heo, rau trộn lỗ tai heo, nộm dưa chuột. Đây chính là bộ phàm không thể nào ưa thích tới tiểu trấn nguyên nhân. Thật sự là tiểu trấn người quá nhiệt tình. Mỗi lần vừa đến tiểu trấn, không phải cái này mời hắn đi trong nhà uống trà, liền là cái kia mời hắn đi trong nhà uống rượu. Cái kia nhiệt tình sức lực, để bộ phàm luôn cảm giác chính mình là hết đáp đồng hương đại địa chủ. Tuy là tiểu trấn cư dân là thật tâm, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Lý lão hắn có ba cái nhi tử, tiểu nhi tử ở kinh thành làm quan, nhị nhi tử tại phủ thành buôn bán, lão đại thì lưu tại trong tiểu trấn thủ gia nghiệp, chiếu cố lão nhân trong nhà. Kỳ thực tiểu trấn đại đa số người nhà đều là dạng này. Mà bộ phàm cùng Lý lão hán, Lý lão đại uống rượu với nhau, rượu vừa uống nhiều, Lý lão hán cùng Lý lão đại liền không nhịn được kể ra đến trước đây thôn chuyện cũ. Cái gì trước đây thôn rất nghèo, nghèo đến rất nhiều người bụng ăn không no, nghèo đến không nữ nhân nguyện ý đến thôn. Nhìn xem uống đến sắc mặt ửng hồng hai người, bộ phàm có chút khóc cười không được. Bất quá, hắn cũng minh bạch Lý gia phụ tử hai người là cao hứng, uống đến không sai biệt lắm, bộ phàm ra vẻ say khướt dáng dấp, cáo biệt người Lý gia. Nhưng vừa rời đi Lý gia, sắc mặt hắn thoáng cái khôi phục bình thường phía sau, cưới tiểu bạch lư, chậm rãi hướng chính mình phương hướng bước đi. Coi như trên đường lại gặp được tiểu trấn cư dân mời, bộ phàm sẽ lại làm bộ say khướt dáng dấp, nói là mời đi Lý lão hán nhà từng uống rượu, muốn về nhà nghỉ ngơi, cho từ chối nhã nhặn. Ồ, nhanh đến nhà thời gian, bộ phàm bỗng nhiên dương mắt nhìn hướng xa xa. Giờ phút này, phàm thái mắt thường không cách nào nhìn thấy địa phương có hai đạo thân ảnh cấp tốc lướt qua, là lần trước hai người kia. Tuy là lần này nhìn thấy chính là hai tên nữ tử, nhưng khí tức tu vi cùng lần trước từ nơi này đi ngang qua hai người cũng là đồng dạng. Mà lần này cái này hai tên tu sĩ vẫn như cũ là đi ngang qua nơi đây, cũng không rõ ràng cái này hai tên tu sĩ đến cùng muốn đi làm cái gì. Bất quá, cái này có vẻ như chuyện không liên quan tới hắn tình. Chỉ cần không tới nơi này, quản bọn họ đi nơi nào à? Một bên khác, hai tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử cấp tốc hướng đường chân trời kích xạ mà đi, tốc độ cực nhanh, hóa thành hai đạo trường hồng. Sư tôn, cái này đại ngụy Cửu Châu chúng ta đã tìm 6 cái, có thể hay không thần tử cũng không tại cái này đại ngụy. Một bên xinh đẹp nữ tử quay đầu nhìn về phía một bên thanh lãnh nữ tử hỏi, muốn đem còn lại Tam Châu chi địa tìm mới biết được. Cái kia thanh lãnh nữ tử lạnh lùng trả lời, cái kia tiếp một cái chúng ta nên đi nơi nào? Nữ tử xinh đẹp cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi Ung Châu. Thanh lãnh nữ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên thân hình dừng lại. Nữ tử xinh đẹp đồng dạng đem thân hình đứng ở giữa không trung. Giờ phút này, tại hai người bọn họ chỗ không xa bất ngờ có một cái già nhưng vẫn tráng kiện lão giả. Lão giả một bộ đạo bào màu xám nhạt, cầm trong tay phất trần. Tòa hạ là một cái có hóa thần kỳ tu vi bạch hạc, rất có tiên phong đạo cốt khí chất. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối ngăn ta sư đồ hai người có chuyện gì? Thanh lãnh nữ tử sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng dáng vẻ cung kính, cúi đầu hành lễ nói, lão phu chỉ là vừa vặn đi ngang qua đất này. Lão già lắc đầu, khẽ cười nói, hai người các ngươi là Hỗn Độn Tông đệ tử à? Tiền bối là như thế nào biết ta hai người? Thanh lãnh nữ tử khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, sống đến lâu, biết đến cũng nhiều. Lão già không khỏi cảm thán nói, các người Hỗn Độn Tông mỗi lần xuất thế đều đại biểu trong tu tiên giới có vị kinh thiên chi tài sẽ xuất thế. Nhớ đến lần trước xuất hiện đại khái là hơn 1000 năm trước. Thanh lãnh nữ tử yên lặng không lời. Thế nhưng một bên nữ tử xinh đẹp đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hơn 1000 năm trước kinh thiên chi tài sẽ không phải là trong tông môn Mạnh sư huynh à? Tiểu hữu, ngươi cũng không cần kinh hoàng, đối với các ngươi tìm người sự tình, lão phu cũng không để ý. Tu tiên giới thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng có thể đi đến cuối cùng có thể có mấy cái. Tuy là tư chất tu hành đối với người tu hành cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ. Lão giả cười nhạt một tiếng, xin tiền bối chỉ giáo. Thanh lãnh nữ tử cung kính nói, đại nghị lực đại co duyên, thiếu một thứ cũng không được. Lão giả phủi phủi phất trần trong tay, ngồi xuống bạch hạc bỗng nhiên hướng chân trời bay đi. Tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh lãnh nữ tử hướng về lão giả rời đi phương hướng, cung kính thi lễ một cái. Sư tôn, vừa mới vị tiền bối kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ gọi chúng ta tông môn làm Hỗn Độn Tông?
chúng ta tông môn không phải vạn cổ đệ nhất tông ư? Một bên nữ tử xinh đẹp có chút nghi hoặc nói, Hỗn Độn Tông chỉ là ngoại giới tu sĩ đối chúng ta tông môn một loại gọi thôi. Thanh lãnh nữ tử nhẹ giọng giải thích nói, nguyên lai dạng này à, chỉ là vị tiền bối kia đến cùng là ai vậy? Nữ tử xinh đẹp nghi ngờ nói, ta đại khái đoán ra hắn là ai. Thanh lãnh nữ tử quay đầu liếc nhìn vị lão giả kia rời đi phương hướng, hắn liền là Thiên Môn Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão Thương Minh Thượng Nhân. Sư tôn, ngươi nói là vị kia lấy phế linh căn tư chất tu luyện thành đại thừa cái vị kia? Một bên nữ tử xinh đẹp mỹ mâu một thoáng trợn thật lớn. Bây giờ vị kia Thương Minh Thượng Nhân cũng không phải đại thừa tu vi, mà là nửa bước độ kiếp. Thanh lãnh nữ tử lắc đầu, chúng ta tìm kiếm thần tử sự tình đã bị những tông môn khác đã biết, chúng ta phải nhanh tìm tới thần tử tung tích mới được. Một bên nữ tử xinh đẹp minh bạch sư tôn ý tứ, hai người lập tức hóa thành trường hồng biến mất tại đường chân trời. Mô Huyền Tử lão tiểu tử kia có lẽ còn tọa trấn trong kinh thành, lần này đi ra vừa vặn hỏi thăm lão tiểu tử kia liên quan tới bức kia tiểu thái bạch tranh. Thương Minh Thượng Nhân vuốt vuốt tròm râu trắng, bỗng nhiên chú ý tới tòa hạ bạch hạc nhìn về phía phương đông. Truy Phong, ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì, một cái rồi rào từ tính giọng nam theo bạch hạc trong miệng truyền ra. Lão đâu, chúng ta muốn đi nơi đó. Đi kinh thành à? Thương Minh Thượng Nhân cũng không coi ra gì, nhẹ giọng trả lời. Bạch hạc lập tức cấp tốc hướng kinh thành phương hướng bay đi, chỉ là bay đi thời điểm ánh mắt vẫn là không khỏi hướng phương đông nhìn lại. Tại phương đông có một cái thôn nhỏ nhìn lên cùng cái khác thôn có chút không giống nhau lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ca Lạp Trấn, nhà trấn trưởng Mộ Phàm thừa dịp mặt trời không tệ, đem trong nhà chăn nệm lấy ra tới phơi, bận rộn tất cả những thứ này phía sau, nhàn nhã nằm tại dưới cây đào uống trà nhìn xem sách. Thời gian, Tiểu Mãn còn rất cao hứng đi ra hỗ trợ. Đệ tử của ngươi bộ tiểu xuất gặp tu sĩ truy sát xá U41, đệ tử của ngươi bước tiểu bỏ ngựa gặp tu sĩ tập kích X57 trí ân, hào hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt ngộ nhập thái tuế tiên phủ bí cảnh, hào hữu của ngươi Bạch Tổ Tố ngộ nhập thái tuế tiên phủ bí cảnh, đệ tử của ngươi Tề Thạch gặp man tộc truy sát đích chí en xá U57, hào hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân tâm cảnh cảm ngộ lần nữa đột phá tu vi phóng đại trở thành yêu tộc yêu vương. Nhìn xem mấy chục tên đệ tử bị đuổi giết tin tức, Bộ Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng. Phía ngoài hiểm ác cũng vui mừng hơn 20 năm trước không có rời đi thôn. Cuối cùng hắn những đệ tử này thực lực tu vi có thể so sánh hắn hơn 20 năm trước mạnh hơn nhiều lắm, có thể cứ việc dạng này vẫn như cũ bị đuổi giết mấy trăm lần. Còn có Tề Thạch cái đệ tử này đều nhanh phá vạn. Quả nhiên có nhân vật chính quang hoàn người, cho tới bây giờ không cam lòng tịch mịch. Nếu là Tề Thạch biết Bộ Phàm thời khắc này ý nghĩ, khẳng định hiểu ý bên trong khổ à. Hắn nơi nào là không cam lòng tịch mịch à, mà là hắn bị ép buộc. Bất quá để Bộ Phàm bất ngờ vẫn là Hỏa Kỳ Lân, nhà đầu này rõ ràng đột phá trở thành yêu vương. Phải biết yêu tộc yêu vương thế nhưng tương đương với nhân tu hóa thân kỳ, mà Hỏa Kỳ Lân trong thời gian thật ngắn liên tiếp đột phá, đại đa số là tâm cảnh tăng lên. Cái này tâm cảnh chẳng lẽ vẫn là cái kia tùy tâm chi đạo? Vậy cái này tùy tâm chi đạo có chút môn đạo à? Hệ thống thăng cấp, xin chờ, hệ thống đăng lốp. Đột nhiên trong đầu vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ Phàm ngơ ngác một chút, hệ thống thăng cấp? Phải biết những năm này hệ thống một mực không chút thăng, lần trước thăng cấp vẫn là thu được mô phỏng quyết đấu thời điểm, không biết rõ lần này lại sẽ thu được dạng gì công năng. Bộ Phàm vẫn còn có chút nho nhỏ mong đợi, chỉ là đợi một hồi thanh thuộc tính phía dưới vẫn như cụ đứng ở 1% cái kia không động. Thẻ máy bay, trong đầu của Bộ Phàm lập tức toát ra một cái ý niệm, nhưng vào lúc này hệ thống cuối cùng là có phản ứng. Bộ Phàm khóe miệng khẽ động mấy lần, qua lâu như vậy mới có phản ứng, cái này tốc độ download sẽ không phải dùng chính là 2GB. Lại đợi một hồi, load vẫn như cũ đứng ở 2%. Bộ Phàm trợn mắt hốc mồm, liền tốc độ này, muốn load xong phải chờ tới lúc nào á? Các loại, hệ thống thăng cấp, vậy cái khác công năng còn có thể hay không dùng? Bộ Phàm rất nhanh ý thức được chỗ mấu chốt nhất, tranh thủ thời gian xem xét thanh thuộc tính, phát hiện bảng hảo hữu còn có thể bình thường tiếp thu hảo hữu tin tức, liền là mô phỏng quyết đấu chức năng này dường như không thể dùng, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy là bây giờ rất ít nhận nhiệm vụ, nhưng xem như đã từng chủ yếu kinh nghiệm nguồn gốc. Bộ Phàm cảm thấy vẫn là tất yếu đi kiểm nghiệm một thoáng. Rời nhà, cưỡi tiểu bạch lơ đi một chuyến thôn trấn. Bộ Phàm phát hiện không cách nào từ tiểu trấn cư dân trên mình phát động nhiệm vụ, khiến trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Nhìn tới loại chưa có thể bình thường tiếp thu hảo hữu tin tức bên ngoài, những chức năng khác đều không thể bình thường sử dụng. Đúng rồi, đệ tử thu đồ ban thưởng có thể hay không như thường lệ? So sánh nhiệm vụ ban thưởng, thu đồ ban thưởng mới là phần chính. Nếu là ở hệ thống thăng cấp khoảng thời gian này, hắn phải đi ra một đám đệ tử thu đồ đạt được kinh nghiệm ban thưởng chẳng phải vô ích không có. Bất quá, Bộ Phàm rất nhanh phát hiện hắn cái lo lắng này là dư thừa. Nay tại ngày hôm sau, Liêu Phệ Thiên gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy đầu này tiếng nhắc nhở, Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kinh nghiệm còn như cố ban thưởng,
Bất quá, nhìn thấy thanh thuộc tính phía dưới biểu hiện lốt 4%, Mộ Phàm cảm thấy khoảng thời gian này vẫn là điệu thấp một chút mới được. Tuy là hắn bình thường cũng rất điệu thấp, những ngày tiếp theo, Mộ Phàm vẫn là cùng trước kia đồng dạng nhìn một chút sách, uống chút trà, đủ loại đồ ăn, bồi dưỡng gà, trêu chọc Tiểu Mãn, cổ vũ lưu lại đệ tử thật tốt tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, lốt 15%. Một ngày này, Mộ Phàm cùng Ngô Huyền Tử ngồi ở trong sân uống trà, đánh cờ. Mộ phu tử, cuộc cờ của ngươi lực tiến bộ không ít, qua ít ngày nữa, nói không chắc có thể vượt qua ta. Mộ Phàm bưng lên một chén trà khẽ nhấp một cái. Tiên sinh, người đây là gấp sát ta. Mộ Huyền Tử lắc đầu, ta vẫn là có tự biết do. Ta tiếp cái mấy trăm hơn ngàn năm cờ, có thể tới tiên sinh gia lông liền thỏa mãn. Mộ Phàm cảm thấy Ngô Huyền Tử tại khiêm tốn. Cuối cùng, Mộ Huyền Tử kỳ lực coi như không tệ, tối thiểu cùng Ngô Huyền Tử đánh cờ vẫn là muốn động một thoáng đầu óc. Bỗng nhiên, một cái hoa hồ điệp ở trước mặt Mộ Phàm huyền chuyển nhảy múa. Tiểu điệp, có chuyện gì? Mộ Phàm dương mắt nhìn hoa hồ điệp một thoáng. Hoa hồ điệp là hắn một đám không rời đi tiểu trấn đệ tử một trong, tên là Bộ Tiểu Điệp. Mộ Huyền Tử gặp qua Bộ Tiểu Điệp, ngược lại không cảm thấy cái gì. Sư phụ, trong nông trại góc kia hồ lô đang nở hoa rồi. Một cái nhu mì mị hoặc giọng nữ theo hoa hồ điệp trong miệng truyền ra. Hồ lô đang nở hoa rồi. Mộ Phàm một mặt lơ mơ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Trong thiên diễn không gian cũng chỉ có một gốc hồ lô đằng. Gốc kia hồ lô đằng liền là hắn đột phá đến hợp thể sơ kỳ thời gian, lấy được tiên thiên hồ lô đằng. Mà cái này tiên thiên hồ lô đằng có thể kết ra 7 cái hồ lô. Có cái gì công dụng liền không được biết rồi, có phải hay không nở ra 7 đóa hoa? Mộ Phàm không khỏi cười lấy hỏi, sư phụ, ngươi là làm sao mà biết được, hồ lô đằng kia liền là nở ra 7 đóa hoa. Màu sắc cũng đều khác biệt, có màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh lá, màu xanh lam. Nhưng dễ nhìn. Hoa hồ điệp âm thanh vẫn như cũ là nũng nịu, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra mấy phần vui sướng. Bài loại màu sắc, sắc mặt Mộ Phàm có chút cổ quái, trong đầu không khỏi toát ra một bài nhạc thiếu nhi. Khả năng là suy nghĩ nhiều. Mộ Phàm đong đưa lấy đầu, nhìn về phía một bên giữ im lặng Ngô Huyền Tử. Mộ phu tử, có hứng thú cùng đi thiên diễn tiên cảnh trong được nhìn gốc kia hồ lô đằng ư? Tiên sinh nói như thế, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lòng Ngô Huyền Tử không hiếu kỳ là giả. Cuối cùng, có thể để vị này thần bí tồn tại quan tâm hồ lô đằng, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Tiến vào thiên diễn không gian phía sau, hoa hồ điệp dẫn đầu, mang theo Mộ Phàm cùng Ngô Huyền Tử hướng phía đông nam bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thân hình tại đại đào thụ xa sút xuống. Ngô Huyền Tử không khỏi đánh giá mắt trước mặt tiểu nông trường. Nông trường này bị bảng gỗ vây quanh, bên trong có một gian nhà lá. Tại nhà lá bên cạnh còn có mấy khối đồng ruộng, nhưng cái này đồng ruộng đều có trồng rất nhiều linh thảo. Những linh thảo này mỗi một gốc chí ít có hơn ngàn năm phần. Nhìn tới nơi này hẳn là dược viên. Bất quá, so sánh những linh thảo này, Mộ Huyền Tử càng cảm thấy hứng thú chính là một bên đại đào thụ. Gốc này đại đào thụ xanh um tươi tốt, cực kỳ rậm rạp. Tiên sinh, gốc này đại đào thụ hẳn là trước đây gốc kia. Đối với khoản này đại đào thụ, Mộ Huyền Tử vẫn còn có chút ấn tượng. Không sai, liền là cái kia một gốc. Mộ Phàm cũng không có phủ nhận, cười nhạt một tiếng. Mộ Huyền Tử đáy lòng càng xác định gốc này đại đào thụ chỗ khác biệt. Kỳ thực, tại lần đầu tiên tới thôn thời điểm, hắn liền phát hiện khoản này đại đào thụ chỗ khác biệt, chỉ là sợ hãi Mộ Phàm thân phận, cũng không có hỏi thăm mà thôi. Đi, chúng ta đi nhìn một chút hồ lô đằng. Mộ Phàm chắp lấy tay, cất bước hướng nông trường đi vào, Mộ Huyền Tử theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới nhà lá đằng sau. Tại nhà lá đằng sau có cái dùng cây trúc xây dựng giá đỡ, trên kệ lan tràn một gốc thực vật xanh. Thực vật bên trên sinh trưởng bảy đóa màu sắc tươi đẹp khác biệt bông hoa. Sư phụ, ngươi nhìn có phải hay không trưởng thành đến rất dễ nhìn? Hoa hồ điệp cao hứng tại bên cạnh Mộ Phàm huyền chuyển nhảy múa. Chính xác, trưởng thành đến thật đẹp mắt. Mộ Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên chú ý tới một bên Ngô Huyền Tử thần tình kinh ngạc nhìn xem hồ lô đằng trước mặt. Mộ phu tử, ngươi biết hồ lô đằng này? Không biết. Mộ Huyền Tử chậm chậm lắc đầu. Nhưng trước mắt gốc hồ lô đằng này ẩn chứa một cỗ nguyên thủy linh khí. Có lẽ tiên sinh ngươi trồng gốc hồ lô này, khẳng định là một gốc tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy hiếm có linh thực á. Mộ Phàm chắp lấy tay, cười cười, cũng không trả lời Ngô Huyền Tử lời nói, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Có thể hắn giờ phút này trong lòng lại suy nghĩ Ngô Huyền Tử nói nguyên thủy linh khí. Cái này nguyên thủy linh khí sẽ không phải là hỗn độn chi khí á? Nhờ đến gốc tiên thiên hồ lô đằng này giới thiệu đã nói là hỗn độn linh căn. Phải biết đại đào thụ có thể đem linh khí chuyển đổi thành tiên nguyên khí. Cái kia gốc hỗn độn linh căn này tiên thiên hồ lô đằng ẩn chứa có hỗn độn chi khí cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là gốc tiên thiên hồ lô đằng này sinh trưởng quá chậm. Cuối cùng, gốc tiên thiên hồ lô đằng này tại thiên diễn không gian chỉ ít chờ có hơn ngàn năm thời gian, cũng mới khó khăn lắm nở hoa. Cái kia phải chờ tới kết quả, đây không phải là phải chờ tới hắn già 70-80 tuổi. Bất quá, nói đi nói lại, đối với tu sĩ mà nói, 30-40 năm cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình à. Tiểu trấn, Bất Phàm Tiêu cục, Lăng Hà Biên cùng một người tiêu sư tại luyện võ tràng bên trên luận bàn. Đối mặt lại cao lại cường tráng tiêu khách, Lăng Hà Biên khí thế không chút nào yếu, thân pháp nhanh nhẹn, quyền pháp thối pháp nhanh nhẹn, nhìn đến vây xem một đám tiêu khách reo hò gào thét. Nhưng Lăng Hà Biên cuối cùng chỉ là cái hài tử, cho dù quyền pháp thối pháp nhanh nhẹn, nhưng lực lượng vẫn là quá nhỏ,
kháng lực cũng không sánh được tên kia tiểu khách. Rất nhanh, hắn liền thua trận. Tiểu tử, ngươi thật chỉ là mới tập võ sao? Ngươi quyền pháp này thối pháp so ta còn nhanh nhẹn à? Cùng Lăng Hà Biên so tài, tên kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tiêu khách hơi thở hổn hển nói: Lão Lý á, ta xem là ngươi hư. Nếu không đi hỏi một chút tổng tiêu đầu vậy có hay không cái gì thuốc bổ có thể ăn à? Một bên vây xem tiêu khách nhộn nhịp ồn ào. Cút đi, các ngươi lợi hại như vậy, tới cùng Lăng tiểu tử qua mấy chiêu à? Cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tiêu khách cười mắng. Xung quanh một đám tiêu khách cùng nhau cười, chớ nhìn bọn họ tại một bên ồn ào, giễu cợt râu quai nón tiêu khách. Kỳ thực bọn hắn đáy lòng đối với Lăng Hà Biên thực lực cũng có chút giật mình. Cuối cùng, cái kia râu quai nón tiêu khách thực lực tại trong tiêu cục có thể xếp trước 10. Nhìn tới lần này tổng tiêu đầu cho chúng ta tiêu cục mang đến một cái hạt giống tốt à? Đúng vậy à, chỉ sợ qua 2-3 năm, chúng ta những lão gia hỏa này đều đánh không được. Nghe lấy người xung quanh khích lệ, một bên Lăng Hà Biên có chút ngượng ngùng vò đầu cười ngây ngô. Cái gì hạt giống tốt? Đột nhiên, Tống Lại Tử từ bên ngoài trở về. Tổng tiêu đầu, ngươi tới, vừa mới Lão Lý cùng Lăng tiểu tử qua mấy chiêu, ngươi là chưa thấy. Lăng tiểu tử thân thủ kia không thể so Lão Lý kém mà. Có người lập tức cùng Tống Lại Tử nói vừa mới luận bàn. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, Lăng tiểu tử nhỏ như vậy vóc dáng, so với chúng ta những cái này đại nhân bén nhạy là tự nhiên, không có gì tốt kiêu ngạo. Tống Lại Tử một bộ không quan tâm dáng dấp, khoát khoát tay. Một đám tiêu khách đưa mắt nhìn nhau, một bên Lăng Hà Biên cũng cúi đầu thấp xuống. Lăng tiểu tử, cái này có chút năm lượng, ngươi đi trong trấn siêu thị mua chút ít thì trở về. Tống Lại Tử từ bên hông móc ra một chút bạc vụn đưa cho Lăng Hà Biên. Được rồi, tổng tiêu đầu. Lăng Hà Biên tiếp nhận bạc vụn, tranh thủ thời gian hướng tiểu trấn siêu thị phương hướng chạy tới. Chờ Lăng Hà Biên rời đi, có người tiêu sư không hiểu nhìn về phía Tống Lại Tử. Tổng tiêu đầu, Lăng tiểu tử dáng người nhỏ chính xác so đại nhân linh mẫn, nhưng hắn có thể cùng Lão Lý giao thủ nhiều như vậy hiệp, đó là thực sự. Vì sao ngươi còn nói như vậy à? Ngươi cái này còn nghe không hiểu à? Tổng tiêu đầu là quý tài, sợ Lăng tiểu tử sau đó kiêu ngạo mới nói như vậy. Có người cười lấy giải thích, cũng là Lăng tiểu tử tuổi tác nhỏ như vậy, võ nghệ liền như vậy cao, qua cái mấy năm không chừng sẽ như thế nào đây, chính xác phải thật tốt dẫn dắt. Vẫn là tổng tiêu đầu nghĩ đến lâu dài à? Trong lúc nhất thời, tán thưởng âm thanh nối liền không dứt. Có thể Tống Lại Tử một mặt mờ mịt, hắn lúc nào suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thật cho rằng Lăng Hà Biên nguyên cờ có thể cùng Lão Lý luận bàn thuần túy liền là dựa vào dáng người nhỏ à? Một bên khác, Lăng Hà Biên hướng tiểu trấn siêu thị chạy tới. Kỳ thực Lăng Hà Biên cảm thấy tổng tiêu đầu lời nói cũng không có nói sai, hắn liền là chiếm dáng người nhỏ mới có thể cùng tiêu cục người đánh cho người tới ta hướng nguyên cớ, cái này không có gì có giá trị kiêu ngạo. Tiểu trấn siêu thị khoảng cách bất phàm tiêu cục cũng không xa, ra ngõ nhỏ liền có thể xa xa nhìn thấy cái kia tòa vô cùng khí phái công trình kiến trúc. Tuy là tiêu cục người từng dẫn hắn tới qua siêu thị nhiều lần, nhưng mặc kệ tới bao nhiêu lần, Lăng Hà Biên cũng bị sẽ trước mắt khí phái chấn kinh đến. Bất quá, so sánh lần đầu tiên tới siêu thị câu nệ bất an căng thẳng, bây giờ Lăng Hà Biên ngược lại lộ ra thoải mái rất nhiều. Tại trong siêu thị, mua thật nhiều thịt bò, tiêu cục người đều thích ăn thịt bò. Có thể bởi vì thịt bò quá nhiều, bán thịt lão bản nói chờ một lát để người đem thịt đưa đến tiêu cục. Lăng Hà Biên cũng đáp ứng xuống phía sau, rời đi. Đi ra siêu thị, Lăng Hà Biên hít một hơi thật sâu, nhiều khi hắn đều cực kỳ vui mừng có thể tới đến Ca Lạc Trấn. Nếu như năm đó, hắn có thể cùng Gia Gia sớm tới Ca Lạc Trấn liền tốt. Dạng kia Gia Gia cũng có thể ăn xong một bữa cơm no, mùa đông cũng không cần chịu đói. Nhớ tới trước kia, Lăng Hà Biên hốc mắt không khỏi ẩm ướt đỏ. Không khóc, Gia Gia nói qua hắn sẽ ở trên trời một mực nhìn lấy ta. Ta muốn mỗi ngày cao hứng mới lạ. Lăng Hà Biên vung tay trong mắt chảy ra tới nước mắt, dương mắt nhìn lấy bầu trời xanh thẳm. Gia Gia, ngươi yên tâm đi, ta thiên trời có gạo cơm ăn, còn có quần áo mới mặc. Giờ phút này, ở trên bầu trời, Lăng Hà Biên tựa như có thể nhìn thấy Gia Gia cái kia hiền hòa mặt. Hồ lô à, hồ lô à, một cái dây leo bên trên bảy cái tiểu hài. Bỗng nhiên, một cái dễ nghe êm tai âm thanh truyền đến. Lăng Hà Biên vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái rất lớn góc lánh lợi hướng bên này, mà dễ nghe tiếng ca liền là từ nơi đó truyền đến. Lăng Hà Biên lùi qua một bên, cái kia cóc theo trước mặt hắn nhảy qua. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới cóc trên người có hai bóng người, một cái nằm ở trên lưng cóc, một cái khác ngồi tại trên lưng cóc. Nhưng cẩn thận thấy rõ người kia dáng dấp, nội tâm Lăng Hà Biên phảng phất muốn dừng lại đồng dạng. Tiểu muội muội, Lăng Hà Biên không tự chủ thốt ra. Cái kia cóc bỗng dưng ở phía trước dừng lại, ngồi ở trên tiểu nữ hài bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy lên ánh mắt sáng ngời. Tiểu ca ca, là ngươi đang gọi ta ư? Nhìn cái kia cười lên rất là ấm áp khuôn mặt đáng yêu, Lăng Hà Biên tim đập giống như hươu con sông loạn, phanh phanh nhảy loạn, thân tình cũng có vẻ hơi câu nệ khẩn trương lên. Thậm chí, bởi vì quá độ căng thẳng, Lăng Hà Biên đều cảm thấy lỗ tai đột nhiên có chút nóng lên. Nhưng hắn muốn đáp lại, nhưng lại không biết nên chút ít nói cái gì. Tiểu Hỷ bảo, người biết hắn, nằm ở trên lưng cóc. Đường Tiểu Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc, phát hiện cùng tiểu muội muội tại một chỗ tiểu cô nương có chút quen mắt, dường như trước đây ở nơi nào gặp qua. Không biết, Tiểu Hỷ bảo đong đưa lấy đầu nhỏ. Lăng Hà Biên nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút thất lạc cảm giác, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước hắn cùng tiểu muội muội lúc gặp mặt,
hắn vẫn là cái bẩn thỉu ăn mày, tiểu muội muội như thế nào lại nhận thức hắn. Bất quá, dạng này cũng tốt, bây giờ hắn không còn là tiểu khất cái, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại nhận thức tiểu muội muội. Ta gọi Lăng Hà Biên, trước đó vài ngày mới đến tiểu trấn, rất hân hạnh được biết ngươi. Lăng Hà Biên thở sâu, lấy dũng khí, nội tâm có chút khẩn trương giới thiệu nói. Đường Tiểu Ngọc một mặt hoài nghi nhìn xem Lăng Hà Biên, trực giác nói cho nàng, người này là cố ý đến gần Tiêu Hỷ Bảo, có thể nghĩ muốn cũng vậy. Tiêu Hỷ Bảo cha chẳng những là Ca Lạp trấn trấn trưởng, vẫn là Bất Phàm thư viện viện trưởng. Mẹ nàng cùng tổ mẫu nghe nói gần nhất nàng bị Tiêu Hỷ Bảo đưa về nhà, không biết cao hứng đến dạng gì đây. Trong tiểu trấn người đều gọi ta Tiêu Hỷ Bảo, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Hỷ Bảo mặt nhỏ cười hi hi, đặc biệt lấy vui, nhưng bỗng nhiên nàng méo xích đầu nhỏ, tiểu ca ca, tại sao ta cảm giác dường như nhận thức ngươi đây? Trong lòng Lăng Hà Biên thật cao hứng, tiểu muội muội còn nhớ đến hắn, khả năng là nội tâm nho nhỏ tự tôn hoặc là tự ti, cho dù tiểu muội muội nhận thức hắn, hắn cũng không muốn để tiểu muội muội biết hắn trước đây là cái vừa dơ vừa thúi ăn mày. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Hà Biên gạt ra nụ cười nói, phải không? Khả năng là tiểu ca ca trưởng thành đến rất dễ nhìn à? Tiểu Hỷ Bảo cười đùa nói. Lăng Hà Biên mặt ngày một thoáng đỏ, tim đập đột nhiên gia tốc. Tiểu Hỷ Bảo, thời gian không còn sớm, ta còn muốn về nhà viết tiên sinh bàn giao bài tập đây. Một bên Đường Tiểu Ngọc thúc giục nói, tốt. Tiểu Hỷ Bảo lên tiếng, nhìn về phía Lăng Hà Biên, phất phất tay, tiểu ca ca, chúng ta phải đi về, ngày khác gặp. Nhìn dần dần đi xa cốc, Lăng Hà Biên vô ý thức giơ tay lên, quơ quơ, trong miệng nói khẽ, tiểu Hỷ Bảo, ngày khác gặp. Trên mặt Lăng Hà Biên hiện ra ngây ngốc nụ cười, hắn không nghĩ tới tiểu muội muội còn thật ở trong trấn nhỏ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mới vừa cùng tiểu muội muội một chỗ tiểu cô nương kia chẳng phải là lần trước tới tiểu trấn thời gian, ném ta ngân lượng người kia ư? Bỗng nhiên, Lăng Hà Biên nhớ tới lúc trước tới tiểu trấn thời gian, có cá nhân ở trên xe ngựa ném cho hắn bạc. Quả nhiên, Gia Gia nói đúng, cùng tâm địa thiện lương người tại một chỗ, đều là người thiện lương. Cùng lúc đó, trên lưng cốc, Đường Tiểu Ngọc toàn bộ thân thể kề sát tại trên lưng cốc, sợ rơi xuống. Tuy là mỗi lần ngồi đều cực kỳ sợ hãi, nhưng lại cảm giác cực kỳ kích thích. Tiểu Hỷ Bảo, ta nhìn vừa mới người kia đối ngươi không có hảo ý. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo hô lớn, không biết à, ta cảm giác cái kia tiểu ca ca là người tốt. Tiểu Hỷ Bảo ngồi xếp bằng tại cốc, quay đầu nhìn tới, dù sao người tin ta không sai, lấy thân thế của ngươi, muốn đến gần ngươi người rất nhiều, bọn hắn đều muốn từ trên người ngươi kiếm chỗ tốt. Đường Tiểu Ngọc cảm thấy cái này Tiểu Hỷ Bảo không thể nào thông minh, bình thường nhìn lên cũng ngây ngốc, nhất là gần nhất tiểu nha đầu này bắt đầu ở học đường bên trên đi ngủ, khẳng định là nghe không hiểu mới như vậy. Cuối cùng, trước đây nàng nghe không hiểu thời điểm, cũng hầu như cảm thấy có chút khốn, càng nghe càng muốn ngủ. Trên người của ta có chỗ tốt gì à? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to, một mặt lơ mơ bộ dáng khả ái. Tại Đường Tiểu Ngọc nhìn tới càng ngốc, trên người ngươi không có, nhưng cha ngươi có à? Cha ngươi là trấn trưởng, hắn trước đây dạy thật là nhiều đệ tử, bây giờ đều ở kinh thành làm đại quan. Nói lấy, Đường Tiểu Ngọc liền gặp Tiểu Hỷ Bảo một mặt tình tình hiểu hiểu dáng dấp, chỉ sợ vẫn không rõ nàng nói cái gì ý từ đây. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng tận lực đến gần ngươi người đều có mục đích đúng à? Đường Tiểu Ngọc không muốn nhiều lời, liền cái này không đầu óc thông minh, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Tiểu muội muội kia ngươi đây, ngươi trước đây những bằng hữu kia cũng là có mục đích sao? Tiểu Hỷ Bảo hỏi. Đường Tiểu Ngọc giật mình, cha nàng là một phương tri phủ, tuy là không sánh được kinh thành những cái kia tam phẩm nhị phẩm đại quan, nhưng tại Bình Giang phủ thế nhưng quyền lực lớn nhất. Mới không phải đây, ta giao những bằng hữu kia đều là thật lòng, mới không cùng ngươi đồng dạng. Ta mỗi lần mời các nàng đều sẽ đưa ta rất nhiều lễ vật quý trọng. Đường Tiểu Ngọc bất bình giải thích, lễ vật quý trọng có ăn ngon ư? Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói, ăn ngon tính toán cái gì quý giá lễ vật à? Ta những bằng hữu kia đưa đều là dùng bạc cũng không mua được đồ vật. Đường Tiểu Ngọc khinh thường nói, là quà tặng gì á? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp con ngươi sáng ngời, đúng. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên ngậm lại miệng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, còn có ngày mai sẽ phải kiểm tra, ngươi mấy ngày nay đều tại lớp học đi ngủ, nhìn ngươi ngày mai thì cái không chứng vịt, chắc chắn sẽ không. Ta tuy là lên lớp đi ngủ, nhưng ta có nghiêm túc nghe. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ chân thành nói. Đường Tiểu Ngọc kém chút không cười ra tiếng, thật coi nàng là ngu ngốc nha, đi ngủ cũng có thể nghe bài. Đã ngươi có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta tới một tràng tỉ thí thế nào? Ngày mai kiểm tra, nếu là ta thi đến so người tốt, ngươi liền không thể lại gọi ta tiểu muội muội, muốn gọi ta tiểu Ngọc tỷ tỷ thế nào? Vậy ta so người tốt đây. Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to, lên ngươi. Đường Tiểu Ngọc kém chút không cười ra tiếng, nhìn một chút cái này nhìn lên không thể nào thông minh tiểu nữ hài, nếu là ngươi kiểm tra giỏi hơn ta, theo ngươi gọi thế nào? Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ, dường như đang suy nghĩ cái gì. Thế nào? Sơ. Đường Tiểu Ngọc cho là Tiểu Hỷ Bảo là sợ thua, lập tức càng lòng tin bạo dạp lên. Không phải, ta suy nghĩ tiểu muội muội ngươi thế nào chung quy giàu gì xưng hô nha. Cha ta nói qua, gọi bất quá là cái biệt hiệu, gọi cái gì kỳ thực không sao cả. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu thở dài, một bộ đại tỷ tỷ giáo huấn muội muội khẩu khí nói, sợ liền nhận thua, nói nhiều như vậy làm cái gì? Đường Tiểu Ngọc một mặt ăn của đằng dáng dấp, cái gì gọi là không sao cả, vậy ta gọi ngươi tiểu muội muội thế nào? Vậy được rồi. Tiểu Hỷ Bảo duỗi tay ra, ngón út ngoắc ngoắc,
Ngươi làm gì? Đường Tiểu Ngọc một mặt không hiểu, méo tay nhà, ai đổi ý người đó là con cún con. Tiêu Hỉ Bảo chân thành nói. Đường Tiểu Ngọc bị tức giận đến, đây là nói nàng sẽ đổi ý sao? Tốt. Đường Tiểu Ngọc khẽ cắn môi dưới, cũng không nghĩ nhiều như vậy, duỗi tay ra, cùng Tiêu Hỉ Bảo ngoéo tay. Ngửa tay xong phía sau, Tiêu Hỉ Bảo lập tức cười đến càng cao hứng. Nhìn đến trong lòng Đường Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, âm thầm quyết định tối nay thật tốt ôn tập, tại học đường khảo thí thi cái thứ nhất. Đen tiểu nha đầu này xa xa vung ra sau lưng. Đường Thanh Sơn theo thư viện trở về, vừa vặn nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc theo trên lưng cóc xuống. Kỳ thực, đối với mấy ngày này, chính mình cái muội muội này bị Tiểu Hỉ Bảo đưa về nhà sự tình, hắn cũng nghe tổ mẫu cùng mẹ đề cập qua. Bất quá, đáy lòng của hắn vẫn là làm cái muội muội này cao hứng. Tuy là hắn ngày bình thường cùng chính mình cái muội muội này quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn chung quy là huynh muội quan hệ, cắt ngang xương cốt ngay cả gân cái chủng loại kia, hắn cũng không phải bởi vì muội muội có thể trèo lên trấn trưởng cao hứng. Mà là, so sánh Bình Giang phủ những cái kia nịnh nọt người, tối thiểu Tiểu Hỉ Bảo là thật tâm cùng chính mình cái muội muội này kết giao bằng hữu, không ý đồ xấu, càng không có đem hẳn cái muội muội này xem như ngu ngốc nhìn. Phải biết tại Bình Giang phủ thời điểm, có một lần Tiểu Ngọc đem nàng những hào hữu kia mời đến trong phủ làm khách, hắn lúc ấy theo ngoại tổ nhà trở về cũng không hiểu rõ tình hình, vừa vặn muốn đi Tiểu Ngọc nhà thăm hỏi một thoáng, thật vừa đúng lúc liền để hắn nghe thấy Tiểu Ngọc những hào hữu kia đối Tiểu Ngọc đánh giá. Tại Tiểu Ngọc những hào hữu kia trong mắt, Tiểu Ngọc liền là oan đại đầu, nói cái gì chỉ là cầm mấy khối vải rách, liền có thể đổi lấy đồ trang sức. Lúc ấy, hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn không thể đem những người này đuổi ra trong phủ, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Bởi vì những người này ở đây Bình Giang phủ không phú thì quý, nếu là một thoáng đem những người này đuổi ra trong phủ, vô cùng có khả năng cho cha hắn mang đến một chút phiền toái. Về sau, hắn bí mật tin Tiểu Ngọc nói lên việc này, nhưng Tiểu Ngọc phảng phất bị làm tâm trí mê muội đồng dạng, căn bản không tin. Thậm chí, còn bởi vậy làm đến huynh muội bọn họ quan hệ càng ngày càng kém. Thẳng đến về sau tổ mẫu để hắn tới Bất Phàm thư viện đi học, hắn dứt khoát đem Đường Tiểu Ngọc một chỗ mang đến. Tuy là khi đó Đường Tiểu Ngọc cực kỳ không vui, nhưng hắn lấy dung ngoạn danh nghĩa cùng tới gặp tổ mẫu lý do, cuối cùng vẫn là thuyết phục cái muội muội này. Ngươi là tiểu muội muội ca ca. Tiêu Hỉ Bảo chú ý tới đi tới Đường Thanh Sơn, thật dài lông mì chớp chớp. Là ta. Đường Thanh Sơn cười nói, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đưa muội muội ta Tiểu Ngọc trở về nhà. Không có gì. Tiêu Hỉ Bảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên, lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ. Một bên Đường Tiểu Ngọc có chút không vui. Tiêu Hỉ Bảo, chúng ta thắng thua còn chưa định đây, đừng cố gọi ta tiểu muội muội. Đã biết, tiểu muội muội. Tiêu Hỉ Bảo nhún nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ dáng dấp. Ngươi còn nói. Đường Tiểu Ngọc tức giận đến dậm chân, các ngươi là đánh cược. Đường Thanh Sơn có chút hiếu kỳ nói, đúng vậy à, ta cùng tiểu muội muội đánh cược ngày mai học đường khảo thí người nào thắng, ai liền làm tỷ tỷ. Tiêu Hỉ Bảo đem vừa mới chuyện đánh cược nói ra, còn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai nha, tiểu muội muội cũng là không biết rõ vì cái gì cố dầu gì vấn đề xưng hô đây, nhìn xem rõ ràng tuổi không lớn lắm, lời nói ra lại làm ra vẻ dáng dấp nhỏ. Đường Thanh Sơn khóe miệng mỉm cười, nhưng Đường Tiểu Ngọc mặt lại đen, không nói, ta còn muốn về nhà, bye bye. Tiểu Hỉ Bảo phất phất tay, thật vui vẻ ngồi cóc đi về nhà. Tiểu Bạch Thỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới, lanh lợi thật đáng yêu. Thanh Thúy êm tai tiếng ca dần dần truyền đến, phảng phất có thể chữa trị trong đám người tâm sầu khổ đồng dạng. Đường Thanh Sơn liền như vậy nhìn cái kia thân ảnh dần dần đi xa, mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đường Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra ở trước mặt Đường Thanh Sơn qua qua. Đối với Đường Tiểu Ngọc chế giễu, Đường Thanh Sơn không chút nào để ý. Ngày mai học đường khảo thí, ngươi chắc chắn thắng Tiểu Hỉ Bảo. Khẳng định á, trên học đường dạy những cái kia, ta đã sớm lại. Đường Tiểu Ngọc tựa như một cái kiêu ngạo khổng tước đồng dạng, tác ý nói, không cùng ngươi nói nữa, ta muốn ôn tập một thoáng, tranh thủ cầm cái số 1 trở về. Đường Thanh Sơn bật cười lắc đầu, kỳ thực hắn rất muốn nói cho hắn biết cái muội muội này, Tiểu Hỉ Bảo là Bất Phàm thư viện viện trưởng nữ nhi, vị kia có thể dạy dỗ nhiều như vậy trạng nguyên bảng nhãn người, nữ nhi học thức lại kém lại có thể kém đến đi đâu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, có đôi khi gặp được một chút thất bại mới sẽ trưởng thành. Sáng ngày thứ hai, học đường khảo thí, Đường Tiểu Ngọc nhìn xem trên giấy tuyên quen thuộc đề mục, khóe miệng hơi hơi vung lên, không khỏi nhìn một chút một bên Tiểu Hỉ Bảo. Tiểu Hỉ Bảo tựa như cảm nhận được có người nhìn nàng, nâng lên đầu nhỏ, hứng lấy Đường Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười đáng yêu. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi, nhưng nghĩ tới ngày mai nghe thấy tiểu nha đầu này gọi nàng Tiểu Ngọc tì tì hình ảnh, trong lòng nàng nhịn không được cũng có chút cao hứng, lập tức cầm lấy bút lông, nghiêm túc làm bài lên. Làm xong tấm thứ nhất đề thi, Đường Tiểu Ngọc chuẩn bị làm tấm thứ hai thời gian, không khỏi liếc nhìn phòng học, rất nhiều người chân mày nhíu chặt tại cái kia suy tính. Chỉ đơn giản như vậy, còn cần suy nghĩ. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc có chút đắc ý, nhìn bên cạnh một chút, không khỏi sững sờ một thoáng. Giờ phút này, Tiểu Hỉ Bảo cầm chống đỡ bên bàn, đem một chi bút lông để ngang trên sống mũi, đang cố gắng bảo trì cân bằng. Ánh mắt cũng nhìn lấy chăm chú bút lông, đều trên thành mắt gà trọi, biết bao đáng yêu. Phốc, Đường Tiểu Ngọc đột nhiên cố nín cười, kìm nén hai má nâng lên. Đây quả thực quá đáng yêu buồn cười quá. Không đúng không đúng, này chỗ nào đáng yêu, rõ ràng là ngốc không kèo mấy. Đường Tiểu Ngọc thật dài thở sâu,
phải nghiêm túc làm bài. Đương Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu bắt đầu làm tấm thứ hai đề thi. Nhưng tờ thứ hai đề thi có chút khó khăn, Đương Tiểu Ngọc tại thứ năm đề gặp khó khăn. Chính giờ suy nghĩ làm thế nào thời gian, dưới ánh mắt ý thức lườm bên cạnh một chút, lại ngây dại. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo lén lén lút lút đang ăn trộm lạt điều, không sai liền là lạt điều. Loại thức ăn này vẫn là nàng đi tới tiểu trấn mới biết. Loại này lạt điều ăn lên rất cay, nhưng càng ăn vượt qua nghiện. Tiểu Hỷ Bảo dường như phát hiện có người nhìn nàng, lại hướng lấy Đường Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười đáng yêu, còn vụng trộm đưa ra lạt điều, tựa như tại nói có muốn tới hay không một cái. Đường Tiểu Ngọc một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ tiên sinh liền không nhìn thấy ư? Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn trên bục giảng Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh rất nghiêm túc nhìn một đám làm bài học sinh một chút, lại cúi đầu phê chưa lấy cái gì. Đường Tiểu Ngọc mắt trợn tròn, con thật không nhìn thấy á? Đường Tiểu Ngọc lắc lư mấy lần đầu, tranh thủ thời gian làm đề thi, nàng cũng không thể bị bên cạnh tiểu nha đầu cho ảnh hưởng đến. Giải quyết, hiện tại làm tờ thứ ba đề thi, vắt hết óc đem tờ thứ hai đề thi làm xong. Đường Tiểu Ngọc lật xem đến tờ thứ ba đề thi, cái này tờ thứ ba đề thi độ khó so tấm thứ hai còn muốn lớn. Nhìn tới cái này đề thi là một chương so một chương khó. Bắt đầu bài thi, Đường Tiểu Ngọc nâng bút liền muốn viết thời gian, ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc qua bên cạnh. Lần này Đường Tiểu Ngọc lại có chút mộng. Giờ phút này Tiểu Hỷ Bảo rõ ràng gục xuống bàn ngủ thiếp đi, nước miếng còn rơi vào trên bàn. Bình thường trên học đường đi ngủ còn chưa tính, nhưng lần này là khảo thí à? Chẳng lẽ là đề thi quá khó khăn, nhà đầu này dứt khoát buông tha không viết? Đường Tiểu Ngọc cảm thấy có khả năng này, nhà đầu này bình thường liền không thế nào nghe bài, lại thế nào khả năng sẽ viết đây. Thế nhưng tiên sinh liền mặc cho nhà đầu này nộp giấy trắng. Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn bục giảng. Giờ phút này trên bục giảng Tôn tiên sinh cũng nhìn xem nàng, bỗng nhiên làm ra một cái yên tĩnh âm thanh thủ thế. Đường Tiểu Ngọc, đây là ý gì? Là để nàng đừng quấy rầy người khác làm bài, vẫn là? Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Tiểu Ngọc chẳng những chuyên chủ đem tờ thứ ba đề thi làm xong, còn kiểm tra một lần, thần tình có chút vừa ý, nàng cảm thấy lần này học đường khảo thí 10 phần chắc chín. Bỗng nhiên, Đường Tiểu Ngọc phát hiện trong phòng học có không ít học sinh cũng không có động bút, cũng có học sinh nhàm chán tại trên giấy tuyên vẽ lấy cái gì. Những người này cũng viết xong, vừa mới một mực hết sức chăm chú làm đề thi, ngược lại không chú ý tới chuyện bên người. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Ngọc hiếu kỳ quay đầu nhìn bên cạnh một chút, liền gặp Tiểu Hỷ Bảo dường như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng đánh ngáp. Đường Tiểu Ngọc thấy thế, trong lòng không lý do liền tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Hỷ Bảo căn bản là không đưa các nàng ở giữa cá cược để ở trong lòng. Tiểu Hỷ Bảo dường như cảm nhận được có người nhìn nàng, nâng lên đầu nhỏ, lập tức hướng lấy Đường Tiểu Ngọc lộ ra đáng yêu lấy vui nụ cười. Nhưng Đường Tiểu Ngọc trực tiếp coi thường, trong lòng suy nghĩ, đợi ngày mai thành tích đi ra, nàng nhất định phải làm cho cái này gạt người tiểu nha đầu đẹp mắt. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Ngọc nhếch lên cằm, khiêu khích nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, vẫn không khỏi giật mình. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo chính giữa cầm lấy bút lông, mặt nhỏ nghiêm túc, dáng vẻ chuyên chú, sông bay phượng múa tại trên giấy tuyên nhanh chóng viết lấy, tốc độ nhanh chóng, phảng phất đổi một người khác. Không sai, liền là đổi một người đồng dạng. Nên nói phía trước Tiểu Hỷ Bảo là lời biếng lời nói. Như thế thời khắc này Tiểu Hỷ Bảo tựa như một cái thư pháp đại gia, chính giữa bút tẩu long xà viết lấy tác phẩm. Lúc gấp nước tới chân mới nhảy, hiện tại viết có cái gì dùng, thật sự coi chính mình là thiên tài à? Trong lòng Đường Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, 89/10 nha đầu ngốc này cảm thấy nộp giấy trắng không dễ nhìn, liền muốn tùy tiện viết một chút đuổi một thoáng tiên sinh. Rất nhanh, Tiểu Hỷ Bảo đem tờ thứ hai đề thi trải tại trên bàn, đây là viết xong tờ thứ nhất. Lại đợi một hồi, Đường Tiểu Ngọc lần nữa nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo đem tờ thứ ba đề thi trải tại trên bàn, lại dòng bay phượng múa tại trên giấy tuyên viết lên. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc càng xác định nha đầu này liền là tại mù viết. Cuối cùng, đề thi là một chương so một chương khó khăn. Coi như tấm thứ nhất có thể viết nhanh hơn, đến tờ thứ ba cũng sẽ khó khăn. Đường Tiểu Ngọc đều lười phải đến nhìn, yên tĩnh chờ tiên sinh nói khảo thí kết thúc. Xong, bỗng nhiên, một cái thoải mái dễ nghe âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền gặp Tiểu Hỷ Bảo đem bút lông đặt ở trên nghiên mực. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi, viết là viết xong, nhưng đều là viết linh tinh mà thôi. Chỉ trong lát sau, trên bục giảng Tôn tiên sinh đứng lên, cất cao giọng nói, thời gian đến, phía sau học sinh đem đề thi thu đi lên. Đường Tiểu Ngọc lập tức đem ba tấm đề thi chỉnh lý tốt đặt ở bên cạnh bàn, chờ đợi người đến sau tới thu. Bởi vì hôm nay là học đường khảo thí xong liền có thể về nhà. Tôn tiên sinh bàn giao vài câu phía sau, liền cầm lấy thu được đề thi rời đi. Tôn tiên sinh vừa rời đi, trong phòng học học sinh lập tức nghị luận ầm ĩ lên, có nói đề thi khó, cũng có đang thảo luận đề thi đáp án. Trong đó có rất nhiều đều tại nói tờ thứ ba đề thi cực kỳ khó, khiến Đường Tiểu Ngọc có chút tán đồng. Năng liền là tại tờ thứ ba đề thi bên trên hao thời gian rất lâu. Tiểu Hỷ Bảo, tờ thứ ba đề thi người biết làm ư? Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy vậy có khắc mấy cái tiểu cô nương vây quanh ở bên cạnh Tiểu Hỷ Bảo. Biết à, rất đơn giản. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi, nàng tự nhiên không tin. Cuối cùng, một cái sắp đến khảo thí kết thúc mới vội vàng mới viết người lại thế nào khả năng thực biết làm. Vậy thì tốt quá, Tiểu Hỷ Bảo, đạo kia đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Bình Dân.
tại chỉ tại trí thiện nghĩa, ngươi là thế nào hiểu? Có cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài kinh hỉ hỏi nói. Rất dễ lý giải à, đầu tiên muốn lý giải như thế nào đại học? Tiểu hỉ báo đen nàng giải đề mạch suy nghĩ nói ra, bất chi bất giác có rất nhiều học sinh vây tới, không khỏi liên tục gật đầu. Nhưng một bên đường tiểu ngọc mộng bức, bởi vì nàng phát hiện tiểu hỉ báo giải đề hiểu đến rõ ràng so với nàng còn tốt. Thậm chí rất nhiều liền nàng cũng không nghĩ tới, đoán mò, khẳng định là đoán mò. Đường Tiểu Ngọc như không tin một cái cuối cùng mấy khắc đồng hồ mới qua loa viết đề thi người thượng biết làm bài. Tiểu Hỉ bảo, ta có đạo chắc chắn không biết. Đột nhiên, lại có một người hỏi thăm, Tiểu Hỉ bảo chớp chớp mắt to. Cái nào đạo đề nha? Tiếp xuống, có người hỏi thăm chắc chắn, cũng có người hỏi thăm kinh nghĩa giải đề. Đường Tiểu Ngọc càng nghe, sắc mặt càng là không tốt. Bởi vì nàng phát hiện một chút liền nàng đều không xác định đề mục. Tiểu Hỉ bảo lại có thể dễ dàng giải đáp. Cái này sao có thể? Đường Tiểu Ngọc không biết mình là thế nào về đến nhà. Nàng chỉ biết là lần này nàng cũng không có ngồi Tiểu Thanh Hoa trở về. Đường lão phu nhân cùng Liễu thị thấy thế, còn tưởng rằng hôm nay học đường khảo thí cực kỳ khó. Mà Đường Thanh Sơn nghe nói việc này, có chút nghi hoặc không hiểu. Học đường thành tích khảo sát không phải ngày mai mới ra ngoài sao? Thế nào chính mình cái muội muội này hôm nay liền bị đả kích? Bất quá, Đường Thanh Sơn làm sao biết giờ phút này Đường Tiểu Ngọc trong phòng tâm phiền ý loạn. Thành tích khảo sát còn chưa có đi ra đây, tiểu nha đầu kia thành tích chưa chắc có ta tốt. Đường Tiểu Ngọc trên giường lật qua lật lại, không ngừng tại nội tâm an ủi chính mình. Có thể nghĩ đến tại trong học đường, Tiểu Hỉ bảo giải đề phương pháp, nàng lại có chút không tự tin lên. Chẳng lẽ là nha đầu ngốc kia sớm biết đề thi đáp án? Đường Tiểu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi thẳng người. Khẳng định là dạng này, nha đầu kia cha là trấn trưởng. Trong học đường tiên sinh cũng đều là cha nàng đệ tử. Nàng có thể sớm biết đề thi đáp án rất dễ dàng. Đường Tiểu Ngọc cảm giác nàng đã đoán đúng chân tướng. Không phải không cách nào giải thích, nhà đầu kia vì cái gì có thể dễ dàng giải đề. Thùng thùng, trước cửa phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa. Và đi, Đường Tiểu Ngọc hét một câu, cửa phòng có két một tiếng, chậm chậm bị đẩy ra. Đường Thanh Sơn chậm rãi đi đến. Hôm nay học đường khảo thì có kết quả rồi. Không, Đường Tiểu Ngọc nói, vậy ngươi đây là cảm thấy chính mình ngày mai thất bại. Đường Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, mới không phải đây. Đường Tiểu Ngọc không cam lòng nói, nhà đầu kia nàng gian lận. Gian lận, Đường Thanh Sơn nao nao. Không sai, Đường Tiểu Ngọc một mặt bất bình, đem học đường khảo nghiệm đi qua nói ra. Ca, nhà đầu kia tại khảo nghiệm thời điểm, không phải đang chơi, liền là liền ăn. Nàng còn ngủ thật lâu, lại thế nào khả năng có thời gian đi giải đề. Đường Thanh Sơn nghe xong bật cười lắc đầu. Vậy ngươi liền không nghĩ qua nhân ra Tiểu Hỉ bảo liếc mắt nhìn liền biết giải đề. Không có khả năng, trừ phi nàng có đáp án. Đường Tiểu Ngọc một mặt kiên định nói, Tiểu Ngọc, có đôi khi thừa nhận người khác lợi hại không phải một kiện chuyện rất khó. Đường Thanh Sơn đột nhiên thở dài, ca, người ý tứ gì? Đường Tiểu Ngọc khó hiểu nói, bởi vì người nghĩ như vậy là đang hoài nghi trong học đường tiên sinh, hoài nghi Triệu Tiểu Trấn tất cả mọi người yêu quý trấn trưởng, Triệu mấy trăm tên học sinh kính trọng bất phàm thư viện viện trưởng. Đường Thanh Sơn ngữ khí bình thường, ánh mắt nhìn xem mắt Đường Tiểu Ngọc, nhẹ giọng nói ra, tất nhiên, quan trọng nhất là người còn hoài nghi cái kia đợi người thật tâm thật ý người kia. Đối với Đường Tiểu Ngọc có hay không có minh bạch hẳn ý tứ, Đường Thanh Sơn không rõ ràng. Bởi vì tại nói xong, hắn liền rời đi, lưu lại một mặt mờ mịt Đường Tiểu Ngọc. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Tiểu Ngọc thật sớm liền đi tới học đường, mắt hồn mắt vía ngồi một mình ở chỗ ngồi. Đối với Tiểu Hỉ bảo nhiệt tình chào hỏi, Đường Tiểu Ngọc chỉ là lờ mờ nhẹ ân một tiếng, cúi đầu yên tĩnh nhìn xem sách. Mà Tiểu Hỉ bảo méo xích đầu nhỏ, một bên vóc dáng hơi mập tiểu cô nương lập tức đem Tiểu Hỉ bảo kéo đến một bên. Tiểu Hỉ bảo, ngươi làm gì cũng nên phản ứng cái Đường Tiểu Ngọc kia à? Ta nhìn nàng đều không thế nào để ý đến ngươi. Không biết à, Tiểu Ngọc muội muội chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Kỳ thực đáy lòng nàng là thiện lương. Tiểu Hỉ bảo cười hì hì nói, tại sao ta cảm giác mắt ngươi có phải hay không bị đồ vật gì cho che lại? Hơi mập tiểu cô nương trong miệng lẩm bẩm một câu. Thùng thùng, bỗng nhiên từng tiếng thùng thùng tiếng chuông vang chậm chậm truyền đến. Trong học đường học sinh nhộn nhịp trở lại mỗi người chỗ ngồi. Tiểu Hỉ bảo cũng ngồi tại bên cạnh Đường Tiểu Ngọc, mà Đường Tiểu Ngọc vẫn như cũ yên lặng nhìn xem sách. Lúc này trong tay Tôn Tiên Sinh cầm lấy một chồng đề thi, chậm rãi từ bên ngoài đi vào phía sau. Đem đề thi thả trên bục giảng, lần này học đường khảo thí, các người thi đến không tệ, ta hiện tại nghĩ đến danh tự đi lên thu hồi đề thi. Tôn Tiên Sinh cầm lấy một phần đề thi. Đường Tiểu Ngọc tranh thủ thời gian đứng lên, hướng trên giảng đài đi đến. Ngươi tới học đường thời gian hơi ngắn, có thể đạt được thành tích như vậy đã không tệ, hy vọng ngươi sau đó tiếp tục cố gắng. Tôn Tiên Sinh đem đề thi giao cho Đường Tiểu Ngọc. Tạ ơn tiên sinh. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc phanh phanh nhảy loạn, chẳng lẽ nàng lần thi này đến rất tốt, không phải tiên sinh thế nào sẽ tán dương nàng. Con để nàng cái thứ nhất lên đài lĩnh đề thi, nhưng bỗng nhiên, sau lưng một cái thanh âm rất nhỏ truyền đến. Quá tốt rồi, cái này Đường Tiểu Ngọc là hạng nhất đếm ngược, vậy ta không phải thoát khỏi ở cuối xe danh tiếng. Đường Tiểu Ngọc nao nao, nàng là hạng nhất đếm ngược, cái này sao có thể? Nàng nhớ đến nàng rất dễ dàng liền viết xong tờ thứ nhất đề thi thời điểm. Trong phòng học thế nhưng có không ít người chính ở chỗ này trầm tư suy nghĩ đây. Tôn Tiểu Soái, lúc này, Tôn Tiên Sinh khuôn mặt một thoáng nghiêm túc.
Một cái cười đùa tí từng tiểu Nam Hải vội vàng lên trước lĩnh đề thi, vẫn không quên cùng Tôn tiên sinh cảm ơn. Đường Tiểu Ngọc biết tiểu Nam Hải này liền là vừa mới nói nàng là hạng nhất đếm ngược người kia, thế nhưng nàng bất kể thế nào muốn cũng không tin chính mình lại là hạng nhất đếm ngược. Trở lại chỗ ngồi, Đường Tiểu Ngọc lập tức lật ra ba tấm đề thi góc trên bên phải theo thứ tự là viết tốt ưu tốt, mà nàng dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đưa người khác đề thi một chút, hoặc là ba cái ưu hoặc hai cái ưu, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Chẳng lẽ nàng thật là hạng nhất đếm ngược? Tiêu Hỷ bảo trên bục giảng Tôn tiên sinh gương mặt nghiêm túc cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hắn cũng không nói gì, đem đề thi giao cho Tiêu Hỷ bảo tạ ơn tiên sinh. Tiêu Hỷ bảo lễ phép cảm ơn phía sau tiếp nhận đề thi, thật cao hứng ngồi trở lại chỗ ngồi. Nàng là hạng nhất. Đường Tiểu Ngọc thần tình đột nhiên có chút chán trường, nhìn xem một bên Tiêu Hỷ bảo. Tiêu Hỷ bảo là cái cuối cùng bên trên bục giảng lĩnh đề thi, nói cách khác Tiêu Hỷ bảo là bọn hắn trong phòng học hạng nhất. Tiếp xuống, Tôn tiên sinh bắt đầu giảng giải đề thi, nhưng Đường Tiểu Ngọc căn bản cũng nghe không lọt. Giờ phút này, nàng tâm tình rất là xa xút, nàng thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì nàng là hạng nhất đếm ngược. Rõ ràng hôm qua học sinh trong phòng học đang đàm luận đề thi thời điểm, không phải nói cái này khó, liền là nói cái kia không biết làm, còn có nói lần khảo nghiệm này thành tích không lý tưởng. Lúc ấy, nàng còn chế giễu những người này học thức thấp, nhưng đến đầu tối, nàng mới là cái kia vai hề. Đông đông đông, bất chi bất giác tan học tiếng chuông vang lên, Tôn tiên sinh bàn giao vài câu phía sau, liền rời đi, trong phòng học thoáng cái náo nhiệt. Tốt người cái Tiết Đồng, người hôm qua không phải nói lần khảo nghiệm này thành tích không lý tưởng ư? Thế nào còn thi cái trước người, ta mới miễn cưỡng trước người. Người xem một chút Vũ Hân, nàng hôm qua không phải nói kinh nghĩa nàng không được, nàng còn không phải thi cái trước năm. Nào có, ta nhìn lợi hại nhất vẫn là Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo mới đến học đường mấy ngày à, dễ dàng liền cầm xuống đệ nhất. Nói không chắc Tiểu Hỷ Bảo vẫn là toàn bộ học đường thứ nhất. Nghe lấy xung quanh vui cười đùa giỡn thanh âm, Đường Tiểu Ngọc hốc mắt không biết tại sao ẩm ướt, nhảy một tiếng, đứng lên, hướng mặt ngoài chạy tới. Trong phòng học thoáng cái an tĩnh lại. Cái này Đường Tiểu Ngọc là thế nào? Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem Đường Tiểu Ngọc vội vội vàng vàng rời đi, còn không biết rõ xảy ra chuyện gì đây. Còn có thể thế nào? Thi cái thứ nhất đến một thần mất mặt thôi. Tôn Tiểu Soái hi hi cười một tiếng, cầm lấy hắn ba tấm đề thi, cất cao giọng nói: các vị đồng hương nhóm, ta thành công thoát khỏi thứ nhất đếm ngược tên tuổi. Trong lúc nhất thời, lập tức nghênh đón một đám xem thường. Mà giờ khắc này, Tiểu Hỷ Bảo đối Đường Tiểu Ngọc rời đi phương hướng, nhảy nhảy mắt. Đường Tiểu Ngọc một bên lau nước mắt, một bên nức nở chạy ra học đường. Nàng rõ ràng là Bình Giang phủ tiểu tài nữ, 3 tuổi có thể biết văn đoạn chữ, 5 tuổi sẽ thuộc lòng câu thơ, 7 tuổi đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, làm sao có khả năng tại trong học đường chỉ thi cái hạng nhất đếm ngược? Bất chi bất giác chạy đến đại hoài thụ phía dưới, Đường Tiểu Ngọc hai tay lập tức vụ mặt ngồi xổm xuống, nước mắt không tiếng động theo khe hở chảy xuống. Nàng liền như vậy trầm thấp nức nở: tiểu muội muội đừng khóc. Bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Đường Tiểu Ngọc nức nở chậm chậm dương mắt, liền gặp Tiểu Hỷ Bảo chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt nàng, còn đưa cho nàng một khối khăn tay màu hồng phấn. Ta không cần ngươi lo. Đường Tiểu Ngọc hốc mắt khóc đến có chút sưng đỏ, bỗng dưng quay đầu qua: ngươi có phải hay không muốn cười nói ta thì thứ nhất đếm ngược tốt, ta thừa nhận đánh cược của chúng ta ngươi thắng. Được rồi, sau đó ngươi muốn gọi ta cái gì? Tùy ngươi. Tiểu Hỷ Bảo méo xịch đầu nhỏ, nhảy lên mắt to như nước trong veo: cái gì cá cược nha? Ngươi đừng giả vờ giả vịt, ngươi thật cho là ngươi thi cái thứ nhất liền ghê gớm cỡ nào? Ta nói cho ngươi, ta Đường Tiểu Ngọc sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Đường Tiểu Ngọc ẩm ướt đỏ hốc mắt, căm tức nhìn Tiêu Hỷ Bảo: ta không còn thấy thi thứ nhất ghê gớm cỡ nào nha. Cha ta nói qua thành tích không phải đánh giá một người tốt xấu tiêu chuẩn. Mắt Tiêu Hỷ Bảo sáng lấp lánh, rõ ràng nói: ngươi thi thứ nhất tất nhiên nói như vậy à? Đường Tiểu Ngọc không phục nói: vậy tiểu muội muội, ngươi cũng muốn thi thứ nhất? Tiêu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói: đúng thì thế nào? Đường Tiểu Ngọc phản bác: vậy ta có thể để cho cha ta dạy ngươi à? Tiêu Hỷ Bảo cao hứng nói: để cha ngươi dạy ta? Đường Tiểu Ngọc trợn tròn mắt: đúng vậy à, cha ta thế nhưng cực kỳ lợi hại, ta cùng ca ca ta đều là cha ta dạy. Tiểu Hỷ Bảo điểm một cái đầu nhỏ: ta mới không cần ngươi giả nhân giả nghĩa đây, ta sẽ dựa vào chính ta năng lực thi thứ nhất cho ngươi xem. Đường Tiểu Ngọc tự nhiên biết Tiểu Hỷ Bảo cha cực kỳ lợi hại, nhưng trong lòng nàng không khỏi nổi giận nói: vậy được rồi, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không không muốn để cho ta bảo ngươi tiểu muội muội nha? Vậy ta sau đó liền không gọi, mời cũng đừng khóc nữa. Mẹ nuôi ta nói nữ hài tử thích khóc sẽ biến xấu, muốn cười mới có thể xinh đẹp, vận khí mới sẽ không kém. Tiểu Hỷ Bảo an ủi: có chơi có chịu, ta Đường Tiểu Ngọc không phải loại kia người thua không trả tiền. Nhà trấn trưởng, Bộ Phàm nguyên bản tại trong nhà soát lấy hào hữu tin tức, Chu Minh Châu cùng Tống Lại Từ đột nhiên tới chơi, khiến hắn có chút hiếu kỳ. Hai người này tìm hắn có chuyện gì? Nhưng biết được Chu Minh Châu muốn cùng Tống Lại Từ Bất Phàm Tiêu Cục hợp tác là một cái gửi thư mua bán, liền là đặc biệt cho người viết thư gửi thư nghề nghiệp. Bộ Phàm khóe miệng có quắp, nhà đầu này cũng thật là không chịu ngồi yên. Rõ ràng phía trước còn nói cái gì phải thật tốt lưu tại trong tiểu trấn tận hiếu đạo, nhưng vậy mới nghỉ ngơi bao lâu à? Lại tại trong tiểu trấn chơi đùa lối buôn bán. Quả nhiên, xem như nhân nhân người là không chịu nổi tịch mịch. Chu Minh Châu như không biết Bộ Phàm muốn cái gì, giờ phút này nàng chậm rãi mà nói:
tựa như một cái ngay tại tạo dựng hào hùng bản kế hoạch nhà tư bản. Chấn trưởng, bây giờ rất nhiều người muốn cho Phương Xa thân nhân đặt một phong thư là chuyện vô cùng khó khăn. Bọn hắn muốn chờ có cái tiện đường thân bằng hảo hữu đi đến chỗ cần đến mới có thể đem thư đặt ra ngoài, nhưng cái này không biết muốn đợi bao lâu. Nhưng đã có chúng ta gửi thư phía sau, bọn hắn muốn lúc nào đặt thư liền có thể cái gì đặt thư. Hơn nữa chúng ta còn có thể bảo đảm thời gian, tỉ như cùng phủ thành bên trong mấy ngày liền có thể thu đến thư, cùng trong châu hơn 10 ngày, vượt qua châu cần thời gian lưu một chút. Nhưng chúng ta gửi thư lại so với nâng thân bằng hảo hữu đặt thư tốc độ nhanh gấp mấy lần. Ta dám cam đoan không ra 2 năm chúng ta gửi thư sẽ lưu hành lên. Chỉ cần chúng ta gửi thư mua bán thành thục phía sau, tương lai chúng ta không đơn giản chỉ là giúp người truyền lại thư, còn có thể giúp người gửi vật phẩm. Bộ phàm kém chút không đem trong miệng trà cho phun ra ngoài. Đây là liền bưu kiện cùng muốn tốt, mà một bên Tống lại từ nghe tới liên tục gật đầu phụ họa. Bất quá, đừng muốn từng bước một đi, sự tình muốn từng kiện làm. Chúng ta trước mắt bước thứ nhất là trước đem chúng ta phủ thành gửi thư bắt đầu làm, dần dần phát triển đến đại ngụy các nơi. Khả năng là nói nhiều rồi có chút khát nước. Sau khi nói xong, Chu Minh Châu lập tức rót cho mình mấy chén trà, tòm tòm uống xong. Chấn trưởng, ngươi nói một chút loại này chẳng những có thể trợ giúp cho người khác, còn có thể tránh chút món tiền nhỏ tiền mua bán có thể hay không làm. Ngươi cũng chờ xem, thường đặt một phong thư, mới thu 2-3 đồng tiền không nhiều, nhưng chỉ cần đại lượng lớn, vẫn là cực kỳ khách quan. Nghe tới của thật không tệ, bộ phàm ra vẻ suy tư, không khỏi gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy gửi thư rất ân huệ dân lợi dân. Cuối cùng, thời đại này phổ thông bách tính muốn truyền lại tin tức cực kỳ không dễ dàng. Tuy là đại ngụy có dịch trạng, tác dụng cùng Chu Minh Châu đề nghị gửi thư không sai biệt lắm, cũng là truyền lại tin tức, nhưng đây là cho người có quyền thế sử dụng, bình dân dân chúng nơi nào có thể sử dụng. Nói cách khác người cũng đồng ý. Chu Minh Châu vui mừng nói, là đồng ý, nhưng đây là các người mua bán, các người cảm thấy đi liền có thể, không cần thiết hỏi thăm ta ý tứ. Bộ phàm bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, Lao Tổng nói bất phàm tiêu cục có ngươi một phần, phải đi qua ngươi đồng ý, hắn mới không ý kiến. Chu Minh Châu nhún nhún vai, nhìn về phía một bên Tống Lại Tử, là cái này lý. Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng, được thôi. Bộ phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc trước hắn chỉ là đề nghị để Tống Lại Tử làm cái tiêu cục nuôi dưỡng hắn một đám huynh đệ, về sau tiêu cục biến thành phía sau, Tống Lại Tử nói cái gì đều làm hắn nhập cổ. Cái kia danh tự gọi Thuận Phong Bưu Đệ thế nào, xuôi gió xuôi nước, lên như diều gặp gió. Chu Minh Châu hào khí vạn trượng nói. Bộ phàm khóe miệng giật giật, nhà đầu này thật tịch thu tiền quảng cáo. Tiếp xuống lại thương nghị một hồi gửi thư sự tình, nhưng đa số là Chu Minh Châu tại nói, bộ phàm cùng Tống Lại Tử tại nghe. Kỳ thực Chu Minh Châu thật sớm đem gửi thư phát triển hoạch định xong, lúc này cũng bất quá là đem quy hoạch nói ra, hôm nay liền nói nhiều như vậy, ngày khác chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Chu Minh Châu đột nhiên đứng lên, không lâu lại tới ăn bữa cơm thường. Bộ phàm giữ lại nói, ngày khác à, hôm nay mẹ ta bên kia thân thích tới. Chu Minh Châu khoát khoát tay, liền đi ra ngoài cửa. Ta nhìn 89/10 là cho Minh Châu giới thiệu đối tượng. Một bên Tống Lại Tử lập tức lại gần tới, nhỏ giọng nói, lão Tống, đừng cho là ta không nghe được. Mới đi tới cửa bên ngoài, Chu Minh Châu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Lại Tử, khóe môi hơi hơi vung lên, cười đến rất là xinh đẹp động lòng người. Tống Lại Tử lập tức giật mình một cái. Chu Minh Châu cũng không thèm để ý chút nào, lắc lắc mái tóc, thoải mái xài bước rời đi. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm khái nói, Minh Châu khí thế kia là càng ngày càng mạnh, người nam nhân nào đánh bại được nàng á, chỉ sợ không tốt cả. Ai u, Minh Châu người tại sao lại trở về? Bộ phàm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Tống Lại Tử biến sắc mặt, nhảy một thoáng đứng lên, vội vàng giải thích, Minh Châu, ta mới vừa rồi là tại khen ngươi khí thế mạnh, không ý tứ gì khác. Bỗng nhiên Tống Lại Tử dương mắt nhìn lên, gặp cửa chính không có người, thoáng cái phản ứng lại, chấn trưởng, người dọa người sẽ là hù chết người. Tống Lại Tử đặt mau ngồi xuống tới, thở phào một hơi, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bộ phàm cười nhạt một tiếng, ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, ta nhiều nhất liền là nhai người cái lưỡi. Tống Lại Tử trong miệng lầm bầm. Bộ phàm lắc đầu, ngươi không phải gia tài bạc triệu, thế nào còn đi theo Minh Châu buôn bán. Đối với Tống Lại Tử, bộ phàm vẫn là hiểu rõ, so sánh Chu Minh Châu cái này một lòng tranh tiền lẻ, Tống Lại Tử cũng không phải có cái gì truy cầu lớn lao người, trước đây cố gắng thuần túy làm cưới lão bà, bây giờ Tống Lại Tử gia tài bạc triệu, nhi tử con rể lại là kinh thành đại quan, cho dù chuyện gì không cần làm cũng đủ Tống Lại Tử ăn xong mấy đời. Chấn trưởng, ngươi liền có chỗ không biết, ta hiện tại là có chút ít tiền, nhưng cũng muốn cố lấy dưới tay một đám huynh đệ, ngươi là không biết rõ bây giờ tiêu cục huynh đệ là càng ngày càng nhiều, tiêu cục sinh ý tuy là còn không tệ, nhưng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng không cho một đám huynh đệ một nhà ra trẻ chịu đói mà thôi. Tống Lại Tử thở dài. Bộ phàm gật gật đầu, tuy là Tống Lại Tử đối nhân xử thế không đáng tin cậy, nhưng vẫn là cực kỳ giảng nghĩa khí. Đúng rồi, chấn trưởng, ngươi biết nhà tá lão gia từ kia lúc nào trở về ư? Tống Lại Tử đột nhiên hỏi. Ngươi muốn hắn? Bộ phàm cười cười, nhìn không ra Tống Lại Tử đối lão khất cái còn rất có tình cảm. Nào có, liền là nhà ta cái kia tiểu khuê nữ nói nàng thật lâu không có nghe lão gia tử giảng cố sự.
Tống Lại Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bộ Phàm làm sao nhìn không ra Tống Lại Tử là đem hẳn cái kia khuê nữ đẩy ra làm viện cớ mà thôi. Bất quá, hắn cũng không chọc thủng. Kỳ thực Hồng tiên sinh lúc nào trở về, ta cũng không rõ lắm. Bất quá có lẽ hắn làm xong việc liền sẽ trở về. Bộ Phàm cũng không biết Thuần Dương cung ở nơi nào, càng không biết khoảng cách Đại Ngụy có bao xa. Dạng này à? Tống Lại Tử sắc mặt có chút thất vọng. Từ lúc lão khất cái sau khi đi, trong đêm liền không người cùng hắn tại trong đình uống rượu cái cọ. Tính toán, lão gia tử là có đại bản lánh, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tống Lại Tử rất mau đem lão khất cái sự tình ném đến sau đầu, cùng Bộ Phàm uống lên rượu tới. Cho Tống Lại Tử rời đi, thời gian đã là xế chiều. Bộ Phàm tại suy nghĩ tối nay muốn ăn cái gì thời gian, Tiểu Hỷ bảo tan học trở về, trên tay còn cầm lấy đề thi, cao hứng bừng bừng đi tới trước mặt hắn. Đem thi hạng nhất sự tình nói ra, nhìn xem mặt nhỏ tràn đầy vui sướng Tiểu Hỷ bảo. Tuy là trong lòng Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn, nhưng xem như phụ thân vẫn là muốn cổ vũ con cái một thoáng. Không tệ, rõ ràng thi hạng nhất, tối nay muốn ăn cái gì, phụ thân cho ngươi làm. Tiểu Hỷ bảo cao hứng giơ lên tay nhỏ, ta muốn ăn cánh gà chiên. Tốt, Bộ Phàm cười lấy sờ lên Tiểu Hỷ bảo đầu nhỏ. Đúng rồi, phụ thân, tiểu muội muội nàng thi không được hả? Khóc, thời gian còn sớm, Tiểu Hỷ bảo liền nói với hắn đến học đường một ít chuyện. Ta liền đi an ủi nàng, phụ thân thường nói, gặp chuyện bất bình một tiếng giống oa, lúc nên xuất thủ à. Tiểu Hỷ bảo rất có tư thế đưa tay quét ngang, một bộ tiểu lục lâm hào hàn dáng dấp. Bộ Phàm nhẹ khục một tiếng, đối với trong miệng Tiểu Hỷ bảo tiểu muội muội, hắn vẫn là biết là ai. Ân, làm tốt lắm, trong đám bạn học có lẽ trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ lập tức tràn đầy nụ cười sán lạ. Trong đêm, Đại Ni tại bên giường cúi đầu chồng chất quần áo. Bộ Phàm cười hì hì đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Đại Ni, ta nói cho ngươi kiện sự tình à? Ân, chuyện gì? Liên là lúc ban ngày, Tiểu Hỷ bảo nói với ta nàng muốn cái muội muội. Đại Ni bỗng nhiên đem gấp gọn lại quần áo đặt ở trên đùi, một đôi mắt đẹp nhấp nháy nhìn kỹ hắn, giống như cười mà không phải cười, khẽ nhả ra ba chữ: "Kinh thành." Một cái bạch hạc theo trong hoàng cung bay ra, Thương Minh thượng nhân khí định thần nhàn ngồi xếp bằng tại bạch hạc bên trên. Lão đầu, cái kia Vĩnh Văn để rõ ràng liền là biết Ngô Thánh Nhân ở đâu, nhưng hắn liền là không nói cho ngươi, còn nói cái gì Ngô Thánh Nhân đi Vân Du tứ phương. Một cái rồi rào từ tính giọng nan theo bạch hạc trong miệng phát ra, ta tự nhiên biết hắn đối chúng ta có chỗ che giấu, chỉ là hắn đã không nói. Nói rõ là Ngô Huyền Tử lão tiểu tử kia đã thông báo hắn, cho nên chúng ta cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. Thương Minh thượng nhân vuốt vuốt râu ra, không thèm để ý chút nào nói. Hơn nữa, chúng ta lần xuống núi này, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Bạch Hạc hỏi. Đi Khai Nguyên phủ. Thương Minh thượng nhân nói. Khai Nguyên phủ, đây không phải là chúng ta tới phía trước kinh thành đi ngang qua địa phương, tại sao lại trở về? Lão đầu, ngươi là luyện chim đây. Bạch Hạc không cam lòng nói. Phải không? Thương Minh thượng nhân bình thường xuất hành đều là ngồi bạch hạc, còn thật không chú ý như cái này. Được thôi, ngươi coi như là luyện chi mà. Bạch Hạc, đánh lại đánh không được, vẫn là chỉ có thể phe phẩy cánh, hướng Khai Nguyên phủ bay đi. Đường ra, từ lúc học đường khảo thí phía sau, Đường Tiểu Ngọc mỗi lần trở về nhà liền vùi đầu học tập, có cái gì chỗ không hiểu liền đi hỏi thăm Đường Thanh Sơn. Mà Đường lão phu nhân cùng Liễu thị cũng nghe nói Đường Tiểu Ngọc lần này học đường khảo thí không lý tưởng, cũng biết lần này học đường khảo thí đối Đường Tiểu Ngọc mà nói đả kích rất lớn, nhưng là nhìn lấy mỗi lần Đường Tiểu Ngọc đi học đến đêm khuya, trong lòng Liễu thị đừng đề cập có đau lòng biết bao. Một bên Đường lão phu nhân thấy thế, thở dài, ta biết người đau lòng Tiểu Ngọc, nhưng cái này chung quy là Tiểu Ngọc nhất thiết phải trải qua sự tình. Kỳ thực đối với Đường Tiểu Ngọc tại học đường khảo thí xếp hàng thứ nhất đếm ngược, Đường lão phu nhân cũng không nghĩ tới. Cuối cùng, Đường Tiểu Ngọc từ nhỏ theo Liễu thị học chữ, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông à, nhưng so với đại đa số hài tử cùng lứa không biết tốt bao nhiêu. Bất quá, bây giờ nhìn tới đây chỉ là đối với phía ngoài, ở trong trấn nhỏ, Đường Tiểu Ngọc chỉ là bình thường. Cái này không khỏi để Đường lão phu nhân cảm thán, cũng khó trách Bất Phàm thư viện mỗi năm bên trong năm người sẽ nhiều như vậy. Mẹ, ta biết, kỳ thực việc này có lẽ đối Tiểu Ngọc là chuyện tốt. Liễu thị tuy là trong lòng đau lòng khuê nữ, nhưng nàng cũng minh bạch đi qua việc này, Đường Tiểu Ngọc ngạo khí cũng có thể thu liễm một chút, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Đường lão phu nhân chậm chậm gật đầu. Từ lúc Liễu thị minh bạch tiểu trấn này không tầm thường phía sau, đối đãi tiểu trấn cư dân cũng không có trước kia cao ngạo, cũng thường xuyên theo nàng đi một chút các lão tỷ nhà thông cửa làm khách, ngược lại kết giao một chút phu nhân, khả năng cùng trong tiểu trấn phu nhân kết giao nhiều. Liễu thị đối nhân xử thế cũng thay đổi đến rộng rãi khách khí khiêm tốn, tinh khí cũng thay đổi rất nhiều. Đối với chuyện bên ngoài, Đường Tiểu Ngọc tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này, nàng cầm lấy một quyển sách trải qua, hỏi thăm Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn từng cái giảng giải, nhưng Đường Tiểu Ngọc vẫn là nghe tới rơi vào trong sương mù. Ca, ta cảm giác ngươi giải thích đến không có chúng ta học đường tiên sinh đến tốt. Đường Tiểu Ngọc khóe miệng lầm bầm một câu. Đây là tự nhiên, học đường tiên sinh mỗi người tài học đều không chút nào yếu hơn tiến sĩ. Hoặc là nói chỉ cần bọn hắn muốn, tiến sĩ cũng bất quá là dễ như trở bàn tay đồ vật. Đường Thanh Sơn cười khẽ giải thích nói, nơi này lợi hại, vậy bọn hắn làm gì muốn lưu tại tiểu trấn dạy học à? Làm quan không tốt sao? Mắt Đường Tiểu Ngọc trừng một cái, nàng biết tiên sinh dạy học đại đa số là thi rớt thư sinh,
viện trưởng học thức không phải càng cao, ngươi nói hắn tại sao muốn lưu tại trong tiểu trấn làm cái không có phẩm cấp trấn trưởng? Đường Thanh Sơn cười lấy hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, ngươi cắn còn hỏi đến ta? Đường Tiểu Ngọc phàn nàn nói. Đường Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy bây giờ Ca Lạp trấn đẹp không? Đường Tiểu Ngọc tuy là không rõ ràng vì cái gì Đường Thanh Sơn không lý do sẽ hỏi những cái này, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ một chút. Đẹp, nơi này rất sạch sẽ chỉnh tề. Đúng vậy à, rất đẹp, nhìn lên căn bản không giống như là một cái trấn nhỏ. Đường Thanh Sơn cảm thán nói, thế nhưng người biết Ca Lạp trấn tại hơn 30 năm trước là một cái bộ dáng thế nào địa phương ư? Nói ra người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Như thế nào địa phương? Đường Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói, một cái vắng vẻ nghèo khó thôn xóm nhỏ, muốn từ nơi này ra ngoài, ít nhất phải lật qua vài tòa núi lớn mới có thể đi ra ngoài, nơi này đừng nói là đi học, chỉ sợ liền ăn cơm đều là vấn đề. Đường Thanh Sơn hồi tưởng theo thư viện nghe được sự tình, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, mà viện trưởng liền là tại như vậy một hoàn cảnh phía dưới lớn lên. Viện trưởng từ nhỏ mất đi song thân, dựa vào trợ giúp người trong thôn, lấy được tiết tế lớn lên. Đường Thanh Sơn từng chút một kể ra đến theo thư viện nghe được một chút chuyện cũ, tỉ như bộ phàm lúc trước cự tuyệt bái nhập tiên môn, nguyện trở thành một cái thế tục thầy lang đệ tử, chỉ vì muốn vì thôn làm chút chuyện. Lại tỉ như trợ giúp một tên đại địa chủ giải quyết nghi nan tạp chứng, rõ ràng có thể thu được phong phú thủ lao, lại mở miệng từ chối nhã nhặn. Thế nhưng vị đại địa chủ làm báo ân, xây một đầu thông hướng phía ngoài đường nhỏ. Về sau, viện trưởng lên làm thôn trưởng, một lòng vì thôn, xây học đường, giáo thư dục nhân, làm xưởng để thôn người có miếng cơm no ăn, thậm chí còn bởi vậy làm trễ nải việc hôn nhân, để trong thôn tất cả mọi người thúc giục hắn tranh thủ thời gian thành thân. Thế nhưng viện trưởng cũng không để ý những thứ này, bởi vì hắn thấy so sánh việc hôn nhân, thôn sự tình càng trọng yếu hơn. Mà viện trưởng làm như thế, chỉ vì báo đáp thôn ân tình. Đường Thanh Sơn ngữ khí thần tình đều lộ ra vẻ sùng kính. Đã từng có người đối viện trưởng nói, nếu như hắn muốn rời đi thôn, liền rời đi à, không còn luyến tiếc. Nhưng người biết lúc ấy viện trưởng nói như thế nào ư? Viện trưởng nói, so với hắn một cái khảo thủ công danh, hắn không bằng dạy dỗ một nhóm có công danh đệ tử tới. Mà sự thật chính xác như viện trưởng lúc trước nói, hắn dạy dỗ một nhóm có công danh đệ tử tới. Đường Tiểu Ngọc não hài hiện lên một vị khuôn mặt nho nhã nam tử, nàng thế nào cũng không nghĩ tới trong tiểu trấn người người kính trọng trấn trưởng, khi còn bé cũng là một kẻ đáng thương, yêu cầu dựa vào người trong thôn tiết tế nghèo khổ hài tử. Tiểu Ngọc, trên đời có người si mê quyền thế, nhưng cũng có không màng danh lợi, một lòng vì công làm dân quân tử. Viện trưởng cùng trong thư viện tiên sinh liền là loại này siêu nhiên tồn tại. Đường Thanh Vân cười nói, ta dường như có chút minh bạch ý tứ của ngươi. Đường Tiểu Ngọc yên lặng chốc lát, gật gật đầu. Vậy không phải nói ta muốn vượt qua Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ khó à? Tiểu Hỷ Bảo có cha nàng dạy. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên có chút dầu dĩ không vui, có thể nói như vậy. Đường Thanh Sơn cũng không muốn đánh vỡ Đường Tiểu Ngọc huyễn tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Sớm biết lúc trước ta liền đáp ứng Tiểu Hỷ Bảo cùng cha nàng học tập. Đường Tiểu Ngọc có chút hối hận. Ngươi nói cái gì? Đường Thanh Sơn đột nhiên nghẹn ngào hỏi. Ca, ngươi thế nào? Ta kém chút bị ngươi hù chết. Đường Tiểu Ngọc vỗ vô bị hoảng sợ bộ ngực. Thế nhưng Đường Thanh Sơn sao quan tâm nhiều như vậy à? Thần tình kích động, hai tay đột nhiên đáp lên Đường Tiểu Ngọc hai vai, phảng phất chịu đến cái gì kích thích đồng dạng. Ca, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng ngươi thân muội muội à? Đường Tiểu Ngọc sắc mặt có chút sợ hãi, dưới hai tay ý thức che ngực. Đường Thanh Sơn nhíu nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Đường Tiểu Ngọc nói có chút là lạ, nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian phản ứng Đường Tiểu Ngọc lời nói. Chất vấn, ngươi vừa mới có phải hay không nói Tiểu Hỷ Bảo để ngươi cùng cha nàng học tập? Đúng vậy à, ta lần trước học đường khảo thí thì không khá. Tiểu Hỷ Bảo nói cha nàng cực kỳ lợi hại, để ta cùng cha nàng học tập. Đường Tiểu Ngọc gật gật đầu, vậy ngươi đáp ứng ư? Đường Thanh Sơn hỏi ngược lại. Không có. Đường Tiểu Ngọc ngữ khí thưa dạ nói. Giờ phút này nàng làm sao không biết rõ Đường Thanh Sơn kích động như vậy là bởi vì Tiểu Hỷ Bảo cha, cũng biết nàng bỏ qua một cái cơ hội. Đường Thanh Sơn thổ huyết, hắn nằm mơ cũng muốn cùng vị kia học tập, nhưng như vậy cơ hội tốt rõ ràng bị hắn cái này muội muội ngốc cự tuyệt. Nếu là có thể lời nói, hắn thật muốn cùng Đường Tiểu Ngọc trao đổi một thoáng thân phận. Gần nhất Bất Phàm Tiêu Cục miến đến đặc biệt bận rộn, trong tiêu cục tiêu khách tối thiểu có hơn phân nửa người bị sai phái ra đi, chỉ để lại lác đác mấy người lưu tại trong tiêu cục trông coi. Mà Lăng Hà Biên bởi vì tuổi tác nguyên nhân cũng bị lưu tại trong tiêu cục. Kỳ thực Lăng Hà Biên là muốn tiêu cục ra một phần lực, nhưng hắn cũng biết thực lực của hắn quá yếu, làm có thể trưởng thành đến ra ngoài ác tiêu. Lăng Hà Biên mỗi ngày làm xong tiêu cục sự tình phía sau liền chăm học khổ luyện, không phải đứng trung bình tấn liền là luyện võ. Tất nhiên có khi cũng sẽ vùng trộm trốn ở một góc nào đó chờ đợi một đầu to lớn cóc đi ngang qua, nhìn xem trên lưng cóc cái kia đều là cười đến rất là đáng yêu tiểu muội muội. Cái này phảng phất đã là hắn sinh hoạt một bộ phận, hắn không nghĩ qua giả bộ như xảo ngộ, càng không nghĩ qua chủ động trao hỏi, bởi vì hắn rõ ràng bọn hắn không phải người của một thế giới. Hôm nay Lăng Hà Biên lại đi hàng rèn lấy binh khí, hàng rèn lão bản vẫn như cũ chuyên chủ chế tạo binh khí, hắn cũng không có lên tiếng làm phiền, mà là vào buồng trong đem trong phòng binh khí lấy ra ngoài, tiếp theo đem một chương sớm chuẩn bị tốt tờ giấy đặt lên bàn phía sau, ôm binh khí rời đi hàng rèn. Đi đến nửa đường,
Lăng Hà Biên liền xa xa nhìn thấy một đầu rất lớn cóc hướng hắn bên này nhảy tới. Trên lưng cóc cũng không có thân ảnh quen thuộc, có lẽ cóc là đưa Tiểu Hỉ Báo đi học đường trở về. Hắn từng nghe tổng tiêu đầu nói qua, bởi vì nhà trấn trưởng vị trí cách tiểu trấn xa xôi, nguyên cơ trấn trưởng một nhà muốn tới tiểu trấn đều sẽ ngồi động vật, tỉ như trấn trưởng đồng dạng sẽ cưỡi lừa trắng, mà trấn trưởng phu nhân sẽ cưỡi một đầu sơn dương. Lăng Hà Biên não hải không khỏi hiện ra lần trước đi hàng rèn thời gian, nhìn thấy vị kia cưỡi lừa trắng người, tuy là hắn chưa từng thấy người kia tướng mạo, nhưng có lẽ vị kia liền là trấn trưởng đi. Oanh! Bỗng nhiên, Lăng Hà Biên chỉ cảm thấy đến thiên nhất xem trở tối không ít. Nhìn kỹ lại, giờ phút này, một đầu cóc bất ngờ nhún nhảy đến trước mặt hắn. Lăng Hà Biên vô ý thức về sau thụt lùi một bước, hai tay ôm thật chặt trong ngực đao kiếm. Cóc cao ngạo lườm Lăng Hà Biên một chút, theo sau, nhảy lên, theo Lăng Hà Biên trước mặt nhảy tới. Lăng Hà Biên thật dài nhẹ nhàng thở ra, không khỏi quay đầu nhìn về dần dần đi xa cóc. Trong lòng hắn có chút không hiểu vì cái gì cóc lại đột nhiên dừng ở trước mặt hắn. Bất quá, cái kia khí thế cường đại vẫn là để hắn nhịn không được nuốt một cái cổ họng. Tiểu Á Nhi, cái kia cóc là đang cảnh cáo ngươi đây. Đột nhiên, một tiếng nói già nua đột ngột vang lên. Cảnh cáo ta cái gì? Lăng Hà Biên vô ý thức trả lời một câu. Thế nhưng hắn bốn phía nhìn một chút, căn bản là không một người, toàn thân run lên bần bật. Là ai tại nói lời nói? Lăng Hà Biên ngữ khí căng thẳng, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn. Đừng tìm, ta tại cổ ngươi. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, lần này Lăng Hà Biên nghe tới thật sự rõ ràng. Là theo cổ hắn lệnh bài phát ra, Lăng Hà Biên vội vàng đem cổ mang lệnh bài lấy xuống, muốn đem hắn vứt bỏ. Nhưng nghĩ tới lệnh bài này từ nhỏ đến lớn một mực bồi bạn hắn, Gia Gia đã từng nói qua, lệnh bài này đối với hắn rất trọng yếu. Ngươi là một khối lệnh bài, thế nào biết nói chuyện? Lăng Hà Biên đè xuống nội tâm hoảng sợ, cô nén chính mình không cần phải sợ. Đừng sợ, luận lên, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng lão tổ tông. Cái kia thanh âm già nua nhẹ giọng trấn an nói, lão tổ tông, cái gì lão tổ tông? Lăng Hà Biên có chút nghi hoặc, người Hoa Nhi này thế nào ngốc như vậy đây? Một chút cũng không di chuyển đến sự thông minh của ta tài trí. Nói điểm trực bạch, ta là người lão tổ tông, ngươi là ta không biết bao nhiêu đời tôn tử. Nghe gió chứ? Cái kia thanh âm già nua tức giận nói. Nhưng Lăng Hà Biên đã đần độn, ngươi thật là ta lão tổ tông? Ta lừa ngươi tiểu tử ngốc này làm cái gì? Ngươi có phải hay không họ Lăng? Cái kia thanh âm già nua hỏi. Vâng, Lăng Hà Biên gật đầu. Vậy liền không sai, thanh âm già nua nói. Ta cũng họ Lăng. Lăng Hà Biên yên lặng không lời, hắn không rõ ràng muốn hay không muốn tin tưởng thanh âm này. Ngươi nếu là ta lão tổ tông, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta? Thời khắc này Lăng Hà Biên ngược lại không có phía trước như thế hoảng sợ, ngược lại lớn tiếng chất vấn. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bồi Gia Gia trên đường hành khất, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, thế nhưng lúc này lại có cá nhân nói là hắn lão tổ tông. Ai, tiểu tử ngốc, ta cũng là thẳng đến ngươi tới tiểu trấn này mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, mà trước đó sự tình ta một mực không biết nguyên cớ, ta cũng không rõ ràng cha mẹ của ngươi vì cái gì vứt bỏ ngươi. Cái kia thanh âm già nô lộ ra cũng biết Lăng Hà Biên sự tình, ngư khi có chút vô tội nói. Bất quá ta muốn bọn hắn khả năng cũng có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, không phải bọn hắn sẽ không đem lệnh bài giao đến trên tay ngươi. Ngươi chỉ sợ vẫn không rõ lệnh bài này giá trị, có lệnh bài này tương đương với Lăng gia gia chủ. Lăng Hà Biên không hiểu cái gì là bất đắc dĩ, cũng không biết lệnh bài giá trị, hắn chỉ biết là hắn là một cái bị thân nhân vứt bỏ hài tử, như không phải năm đó gia gia thu dưỡng, chỉ sợ hắn chết sớm tại bờ sông. Tiểu tử ngốc, ngươi có muốn hay không biết vì cái gì vừa mới cái kia cóc sẽ ở trước mặt ngươi dừng lại? Cái kia thanh âm già nua nói tránh đi. Vì cái gì? Lăng Hà Biên nguyên bản không muốn phản ứng thanh âm này, nhưng nghe đến cóc sự tình, hắn không khỏi dò hỏi. Bởi vì nó biết ngươi mỗi ngày đang len lén thăm dò nó tiểu chủ nhân, nó là đang cảnh cáo ngươi đây. Cái kia thanh âm già nua khôi hài nói. Thì ra là thế. Trong miệng Lăng Hà Biên lẩm bẩm. Làm sao vậy? Ta gần nhất nhìn ngươi những ngày này tới hành vi, là đối cái kia cưới cóc tiểu nữ oa có ý tứ chứ? Bất quá, ta nhưng nói cho ngươi tiểu nữ oa kia không đơn giản ạ. Thanh âm già nua cười nói, ngươi biết vừa mới cái kia cóc là cái gì không? Một đầu có một chút thượng cổ tam túc kim thiềm huyết mạch thần thú, đáng tiếc bây giờ đầu kia cóc còn không trưởng thành lên. Cái kia thanh âm già nua không nhanh không chậm nói, Lăng Hà Biên nghe không biết rõ, nhưng hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Đó chính là cái kia cóc không phải bình thường cóc, mà tiểu trấn này cũng bị bố trí cực kỳ tinh diệu tụ linh cấm chế. Ngươi phải biết cấm chế này thế nhưng sao trận pháp càng khó bố trí á? Thanh âm già nua cảm thán nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hà Biên yên lặng chốc lát hỏi nói. Đúng rồi, suy nữa quen mắt ngươi còn không tu luyện, đối với tu tiên giới sự tình cái gì cũng đều không hiểu. Nói đơn giản điểm liền là tiểu nữ oa kia cha là một tên tu tiên giả. Cái gì là tu tiên giả ngươi cũng đã biết? Cái kia thanh âm già nua hỏi. Ta đương nhiên biết, ta nghe tiêu cục người nói qua, đã từng có tiên môn muốn thu trấn trưởng làm đệ tử nhưng bị hắn cự tuyệt. Lăng Hà Biên phản bác. Ha ha, bị tiên môn thu làm đệ tử, ta nhìn vị kia trấn trưởng liền là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Cái kia thanh âm già nua khôi hài nói. Lăng Hà Biên có chút không cao hứng. Phải biết từ lúc hắn đi tới tiểu trấn, nghe tới nhiều nhất liền là đối trấn trưởng tán thưởng, hơn nữa hiểu rõ trấn trưởng quá khứ, hắn đáy mắt chỉ có sùng bái kính trọng. Bởi vì khi còn bé trấn trưởng cùng hắn có chút tương tự.